Trời ơi, mắc cái bóng què gì trời. Hello các tình yêu, chào các tình yêu nhé. Mày đứng chết mặt quần què luôn mày. Đúng rồi, đây mặc quần què nè. Để tao để cho nó một bên thấp cao bên thấp đi cho nó giống quần què. Quần bơi. Đi bơi. Bên cao bên thấp không? Ừ. Chào các chị yêu mới vào nhé, chào các chị yêu mới vào nhé, loa 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 loa. Trời, sao cái bóng điện nó lên cao vậy? Ok, Vân hôm nay là nhảy à? Vân ơi cái này con quỷ chứ con mèo thần tài gì chúa. Không, ý là em treo nó cái cổ tay nó kìa. Mèo thần tài của ta nó làm sao chứ? Mèo thần tài này nó nàn lắm. Bởi vậy mới được nhiều. Chị ơi, hai con mèo khất tuyệt. Thôi mày tha tội tao Vân. Chào các chị yêu mới vào nha. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Tối nay mình lại gặp nhau trong chương trình Đầm Vi Nhật nha. Xả Đầm Vi Nhật. Chị gửi tin nhắn bay ra đâu. Em chào chị Cla Vũ nha, chào chị Anna Võ, chào chị Tô Bánh Lọt, chào các chị yêu mới vào nha. Rồi bây giờ bây giờ thì em cũng tranh thủ chia sẻ bài. Chia sẻ bài rồi mình tranh thủ lên luôn ạ. Em chào chị yêu. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Em chào chị Trần Ngọc Trinh, em chào chị Cờ Lao Vũ, em chào chị Tô Bánh Lọt, em chào tất cả các chị mới vào nha. Các chị mới vào nha, em xin một lượt chia sẻ nha các chị ơi. Chào các chị yêu mới vào nha, sẽ có quà đầu like dành cho các chị nào đã giúp em chia sẻ bài nha. Sẽ có quà đầu like dành cho chị nào đã giúp em chia sẻ bài. Đó. Chia sẻ bài mạnh tay, mạnh chân. Để em lên Đầm Vi Nhật cho nó nhanh. À, đông người vào cho em lên Đầm Vi Nhật cho nhanh cháu ha. Để em cũng chia sẻ bài rồi mình vào luôn đây. Các chị ơi giúp em chia sẻ bài mạnh tay nhá. Để cho hiện người chia sẻ lên trên cái đầu tên của mình á. Để một tí xíu em đọc mã là các chị chốt trúng mã là được thưởng ha. Được thưởng, được tặng một con đầm không đồng và được miễn ship luôn nha. Đầu like thì em sẽ tặng một con áo khoác free size. Một con áo khoác VIP free size nhá. Đây là một con áo khoác mà chị em nào cũng mong muốn có. Để mỗi khi bước ra đường hoặc đi chơi đi biển đều mặc được. Đó, chất rất là mát và ai cũng mặc được nó hết. Nó là gọi là free size nhá. Con khoác này của Nhật. Đây là một con khoác của Nhật các chị nhá. Cái dưới nó thêu hết trơn đấy. Đấy, chị thấy không? Đó, đây là một con khoác mà chị em nào cũng mong muốn mặc được nó trên người. Để cho nó tây ấy. Đó, chào các chị yêu mới vào nha. À, có phải bé đang chuẩn bị chốt đơn là bé Vân phải không? Dạ đúng rồi chị ơi. Cái con Vân là cái con mà nó hay bị trầm cảm ấy. Cái con rất tình ấy. Nó đấy. Em chào chị Hậu Trờ nha. Chị Hậu Trờ ơi. Lâu quá thấy chị luôn đó trời ơi. Ai lắp du. Em chào chị Lê Thị Ái nha. Chào chị Thu Viên. Chào chị Trần Ngọc Trinh. Chào chị Thu Lê. Chào chị Nguyễn Thị Nhung này. Chào các chị yêu mới vào nha. Em có thước nha. Các chị thấy không? Đẻ con gái đi cho nó hiền hậu ổn hết nè. Vừa nói nữa một câu tôi nó cầm cây tôi đánh em. Đó vậy đó. Đẻ con gái đi cho nó hiền hậu nết na. Trời ơi hiền hậu nết na vậy đó các chị. Giữ như quỷ gì đó. À, em chào chị Lê Hồng nha. Chào chị Thúy Lê. Chào chị Diễm Lê. Chào tất cả các tình yêu mới vào nhé. Chào chị Lan Sơn Trương. Và bây giờ là một phần quà không đồng đó, dành cho các chị nào đã giúp em chia sẻ bài rồi. Cho hiện cái người chia sẻ lên trên cái tên của mình ha. Là em đọc số. Em sẽ đọc mã số. Giống tên của em đó chị Vương à. Ô thế à.
dội, chết rồi. Chị này giống tên ngay cái con hâm này thì thôi chết rồi. Em có hâm đâu. Úi dồi ôi, suốt ngày em khổ với nó lắm chị ơi. Em nhéo nọc nát chị rồi, chết rồi. Thôi chết rồi. Em chào chị Mỹ Lệ Vũ nha, chào các chị yêu mới vào nha, chào chị Miên Mộc nha, chào các chị yêu. Tối nay là em xả có một xào, xin thông báo tối nay là có một xào đầm mắc tiền. Và em cũng xả với cái giá tầm 150 thôi. Các chị vào ủng hộ em chia sẻ bài nhá, em cũng bán rẻ thôi nhá. Chào chị Trung Hồ, chào các chị yêu mới vào nha. Đầm xuông nhà em rất nhiều, cái con quỷ kia mày làm ơn mày mò nhà mở nhỏ thôi. Ở trên này con Trúc Phương nó nói nó mệt rồi, đằng đấy con Trúc Phương nói nữa là ai nghe. Tiểu năng á chị. Mẹ nó hâm không? Em quên. Mày đi hâm mà Vân. Mẹ nữa. Chúa tờ trên đây thì nói nó thấy mệt rồi, ở dưới đấy nó mở điện thoại lên cho con Trúc Phương này để nói nó đến đít đầu nữa. Rồi con này cho em free size ai cũng mặc được, cái này lên cho em mã số 1. Mã số 1 em tặng không tính tiền nhá. Chị nào có hiện người chia sẻ và lên mã số 1 đầu tiên là được tặng ha. Rồi em chia sẻ bài nhanh chóng để mình vào luôn, hôm nay em lên hơi trễ. Mấy hôm nay các chị thấy không, em khui hàng đầm, em khui đầm viên nhật rất nhiều. Không có sức để ngủ, không có sức để mà làm luôn. Không có thời gian để ngủ, không có sức để làm, cho nên là rất là tranh thủ hết sức luôn nha. Tranh thủ hết sức. Chia sẻ bài vào để cho các chị biết em like để các chị vào đây. Tranh thủ hết cỡ nha. Chúc mừng chị Thủy Thủy Lê đã chốt được con tầm tặng không đồng nha. Cảm ơn chị đã chia sẻ với giúp em và cảm ơn toàn thể các chị đã chia sẻ giúp em nha. Tròn vành rõ chữ đấy bé. Mình nói nó hay là phải tròn vành và rõ chữ ấy. Dạ em cám ơn các chị chứ mà ở nhà con què trong miệng rồi. Trân châu. Nó béo quá. Mày ăn xong rồi mày nói. Người ta nói phải rõ ràng rành mạch, câu nào nhấn nhá từng câu rõ ràng chữ ra, tròn vành và rõ chữ ra. Em bay lên nhiều rất cái động nát chị ạ. Mình ngậm một nùi xương sạc lụ xong bắt đầu mình ngồi mình ăn ngay nghe. Khổ thật ý. Rồi em chia sẻ bài xong rồi đây. Mẹ nó thế nào vô được thôi. Chả gì chưa, em bên trong đơn dễ thương lắm, không có bị hâm đâu, lêu lêu. Nó không ít đâu chị. Nó không ít đâu, nó không nhiều lắm. Còn chiếc điện thoại em chị gái nào? Điện thoại em nhiều lắm mà, chị còn đứa nào la ra đây đủ như điện thoại em chị gái. Lấy chị cái điện thoại trong giỏ đen đầy em nuôi á. Cho chị cái để chị để đây đi em. Rồi, đâu rồi, còn chị còn tặng gì nữa mà. Mở chị ạ. Đó hình như bên này chưa bắt wifi á. Tiếp tục tặng nha. Tiếp tục tặng, tặng cái này cho dễ mặc, cái này ai cũng mặc được hết trơn á. Cái con này ai cũng mặc được, tại vì nó thoải mái ấy. Free size nhá, big size. Cái này các chị mặc nó thoải mái lắm. Cái này size to nhá. Nói chung là big size. Con này rất là dễ mặc, mặc bơi cho nó mát nha. Em cái này của Nhật nhá. Em tặng các chị không đồng mà được miễn ship. Chị nào đã giúp em chia sẻ bài rồi và lên đúng mã đầu tiên là được tặng nha. Cái này lên cho em mã số 10. Mã số 10 em tặng không tính tiền và được miễn ship tận nhà nhá. Cái này của Nhật nha các chị nhá. Nó là của Nhật ha, mặc rất là mát. Miễn ship tận nhà luôn nhá. Lên em mã số 10. Em tặng vài con rồi em lên ha, rồi bắt đầu lên. Tặng một con. Chúc mừng chị Thu Liên đã chốt được con đầm tặng không đồng nha, cảm ơn chị đã chia sẻ giúp em và cảm ơn toàn thể các chị đã chia sẻ giúp em nha. Tặng một con đi tiệc luôn ha, tặng một con đầm tiệc luôn. Đó, chị nào đã giúp em chia sẻ bài rồi, em cảm ơn các chị và cảm ơn toàn thể các chị ở đây đã giúp em chia sẻ bài rồi. Chị nào chưa chia sẻ thì giúp em một lúc chia sẻ nhá. Và bây giờ là một con đầm tiệc tặng luôn. Cái này của Nhật nha. Đấy, chị nào đã giúp em chia sẻ bài rồi, các chị lên cho em mã số 30. Mã số 30 là một con đầm em tặng không tính tiền luôn nhá. Tặng luôn. Chất rất là mát ha. Tặng luôn không tính tiền. Mã số 30 giùm em ha. Mã 30. Chị nào lên đầu tiên và chốt đúng và có hiện người chia sẻ nhá. Có hiện người chia sẻ là tặng ha. Một con baby doll. Con này dễ mặc lắm, trời ơi, mấy cái dáng này dễ mặc quá. Phong bơi, phong rộng. Mấy cái dáng này dễ mặc lắm á chị, mát rượi à. Phong Baby Doll nhá, tặng thêm một con nữa rồi em. Cảm ơn chị Mỹ Lệ Vũ đã chốt được cái lòng tặng không đồng nha. Cảm ơn chị đã chia sẻ giúp em và cảm ơn toàn thể các chị đã chia sẻ giúp em nha. Cảm ơn các chị yêu đã chia sẻ bài giúp em nha. Rồi, tiếp tục tặng này. Tiếp tục tặng nhá, con này là free size. Cái con này mặc mát lắm, cái chất von của Nhật các chị nhìn này, nó mềm mà. Nói chung là mặc động rồi này, bơi thích nhá. Con này lên cho em mã số 50 đi ha, mã số 50 giùm em. Mã số 50 em tặng không đồng mà được miễn ship luôn nhá. Mã số 50. Tối ngày hôm qua em like thì hôm nay chưa đi đơn nhá. Ngày hôm nay tụi em khui hàng và rất là nhiều việc, cho nên là chưa có kịp đi đơn. Em muốn rồi hôm nay để like tối nay và mai đi đơn luôn cho các chị ha. Ngày mai sẽ giải quyết đơn của ngày tối hôm qua là ngày mai đi hết luôn nhá các chị nhá.
ngày mai đi hết đơn luôn ha. Rồi đây là một con áo khoác độc lạ, nó cực độc luôn á. Cái con này muốn có cũng không tìm biết được tìm đâu mà có. Để đây, một con khoác độc lạ như vậy này, tay cánh rơi này, chất gấm xịn này, free size này đó. Cái này khoác đi biển này, đi chơi này. Trời ơi, con khoác này mặc hơi bị phê luôn, rất là phê nhá các chị nhá. Con này 100.000 nên... Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan đã chốt đơn đặt tặng hôm đầu nha. Cảm ơn chị đã chia sẻ giúp em. Bằng rồi, toàn thể các chị đã chia sẻ giúp em nha. Rồi bây giờ là em bán hàng nha. Bây giờ là bán hàng ha. Sau mã 50 là em bán hàng nhá. Con này lên mã 1 giùm em 100.000 và được miễn ship nha. 100.000 lên mã 1 cho em nhá. Mã số 1, một con áo khoác free size độc lạ nhá. Đấy, con này là con hàng hiệu xịn sò nhá các chị nhá. Nó có tem ở đây này. Đây này. Đó là hàng hiệu, hàng của Nhật xịn nhá. Rồi con này cho em. Chị nào mà eo từ, con này eo từ 74, 76, 78. Một con dáng Âu. Eo 74, 76, 78 lên mã số 2. Cái này chất gấm của Nhật mới tinh nha các chị. Chất gấm của Nhật mới tinh. Cái này là em xả chứ không phải cái này 100.000 đâu nhá. Cái này xả đấy. Lên trên mã số 2. Rồi đây một đây, 100.000 đây miễn ship luôn. Em tranh thủ hết cỡ nha để cho được đây. Đây là một chị Nguyễn Thị Tuyết Lan. Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan 100.000 miễn ship luôn. Xin thông báo đây là một con đầm mà nó còn nguyên tem mới tinh. Chất con này là chất thung lạnh, độ dài miên man. Đó, con này khi các chị mặc các chị xỏ dây vào nhá. Xỏ dây vào bên này cột lại cho em ha. Đấy, cột nó qua đây cho em ha. Đó, cột vào như vậy này. Đó, con này dành cho các chị eo từ 65 đến 75, mặc đẹp lắm nha. Cột vào nó ra tùng Âu như vậy này. Nó ra cái tùng Âu này, người ta bán mấy trăm ngàn một con đấy. Em bán 100.000 thôi đấy. Về các chị tha hồ mặc nhá. Con này cho em lên cho em mã số 3 100.000. Mã số 3 này, thung lạnh của Nhật còn mới nguyên tem nha. Đây là một con bay cho chị trà hoa nữ. Cái con này em xả nha, chứ con này 150 một con lận. Cái con này là giá xỉ nó 150 đấy. Em nay còn cái gì xả đấy nha. Nói chung là mấy nay em không có like được nhiều, cho nên là thôi cứ mỗi tội lên được lúc nào thì xả lúc đấy ha. Đấy, xả vài hôm cho nó hết để em còn lên lô mới. Đây là một con đầm eo 80-82. Cái này mặc siêu mát nha các chị. Mặc rất là mát nha, của Nhật nha. Đó, áo của nó là phối áo thun cô tông mát của Nhật. Còn cái chân váy này, chân váy của cái chất von xịn sò nha các chị nhìn này. Đấy, mát rượi à. Eo 80-82 lên mã 4 cho em 100.000, mã số 4. Một con dáng bách lung. Ui dồi ôi dễ thương. Ui dồi dễ thương quá. Công sở nhá, cái dáng bách lung như vậy này. Các chị nhìn em này. Xinh như vậy không? Chị nào muốn xinh như vậy thì chốt nhá, eo 74. Chị nào eo 70-74 là mặc đẹp. Bốn cho chị Trúc Hà. Chị nào eo 70-74 lên em mã số 5. Đây chị Trúc Hà đây nhá, 100.000, cảm ơn chị đây. Rồi tiếp tục nào. Cái con này ăn chơi. Cái con này ăn chơi nhá, con này là dáng xinh. Giống như cái chị dưới em này đang mặc ở nhà này. Mặc những con này này, làm công chuyện nhà cho nó xinh. Cái con này còn dài hơn con em đang mặc đấy. Đấy, rất là xinh cho mấy con này ha. Nó cứ dạng yếm là mặc nó lên nó sát sát đây này. Trời ơi xinh lắm, chị ơi xinh vãi ra. Mặc với quần sọt nha. Cái con này eo từ 65 đến 75, 76, 77, 78 là mặc được hết nha. Từ eo 78 đổ về mặc được hết cho em. 100.000 mã số 6. Mã số 6 thung lạnh. Một con thung lạnh họa tiết hoàng gia. Cái này mặc mát rượi. Con này mặc mát rượi luôn nhá. Cái này eo từ 65 đến 74. Chị nào eo từ 65 đến 74 thì mặc cái con thung lạnh này đẹp nha các chị. Lên cho em mã số 7 nhá. 100.000, mã số 7 100.000. Sao cho chị Phương Phương, chị Phương Phương em đây. Xin ngay số điện thoại để chị và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại để chị em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Đây là một cái con von tơ xịt. Cảm ơn chị Cao Thị Thanh Thủy nha chị. Cái con này rồi đẹp lắm em. Cái con này không em hay mặc như vậy này các chị thấy không? Em hay mặc những con như vậy này. Xong rồi các chị cứ hỏi em là em có bán không đây đây này. Em mặc cái con này này nó đẹp hơn con em đang mặc đây này. Cái con này em mặc quần sọc vào đây này, chị thấy không? Em mặc quần sọc vô sẽ mặc mấy con này vào này. Trời ơi đây này. Đấy nó cũng ngắn vậy dễ chịu lắm mà con này nó dài tới gối em cơ. Còn con em đang mặc nó trên gối này, thấy không? Dễ chịu lắm, đây này. Trời ơi. Cái con này dành cho các chị eo 84 nhá. Eo 84 ấy. Chị nào eo 82 84 thì mặc đẹp. 100.000 lên em mã số 8. Mã số 8 nhá, miễn ship luôn nhá. Con này dáng Âu. Cái này Âu lỡ nha các chị, nhìn này còn nguyên tem này. Cái này nó còn nguyên tem của Nhật nhá. Đây, cái dáng như vậy này. Đó. Cái này á, các chị mặc vào nó trẻ trung lắm. Cái dáng này tới gối này, dáng xinh á. Cái dáng Âu xinh á, hiểu không? Cái con này cho chị Trúc Hà. Con này dành cho các chị eo 70-72. Chị nào eo 70-72 thì 100.000 mã số 9. Mấy? 8 đây. Đây là một con áo. Cái con này có dáng sướng luôn á. Cái con này có dáng sướng các chị nhìn này. Nhìn cái chất này.
Cái này xì tai của em đây này, đây này em hay mặc mấy con này đây, nhìn đây. Chào chị đây. Ngọc Anh, em chào các chị mới về nha. Xì tai của em đấy, em mặc quần sọc, em hay mặc cái này lắm. Một là em cắt tay đi, hai là em để tay vầy. Còn nếu mà các chị muốn cắt thì cắt, muốn để còn muốn mặc quần dài, quần ôm kệ các chị ha. Còn em thì em mặc quần sọc cứ như vậy này. Xì tai em đây. Xinh không? Có túi như vậy này. Đó, túi để tay vô đây. Con này thì em nhé, co giãn thoải mái. Eo 84 quay về là mặc được hết nha, mặc form rộng. Lên em mã số 10, 100.000. Trời ơi, con này chất tắp ta, gấm tắp ta nhá. Dáng suông gấm tắp ta. Các chị nhìn này. Nhìn nó rất là mới á các chị. Chín cho chị Dung Lê. Cái độ mới của nó hoàn hảo luôn các chị ơi, nó mới lắm nha. Cái con này rất là mới nha các chị. Cái con này dáng suông công sở vậy này. Con này dành cho các chị. Cho chị Lê Thị Bạch Huệ. Chị Lê Thủy Bạch Huệ, em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ em xin phép xả đơn nhắn Facebook chị nha. Chị nào L78, L78 mặc đẹp nhá. Chị nào L78 mặc đẹp lên em mã số 11 nhá, 100.000. Mã số 11, ăn chơi. Đây là một con ăn chơi đây, lụa đây. Cái con này còn mới nguyên tem nhá các chị nhá, mới nguyên tem. Ở cái phần đằng sau này, nó có khi các chị mặc vào ấy, đây này. Các chị mặc để như vậy cũng được nhá. Đính một cái cúc bấm ở đây rồi này. Mình bấm vào bấm, còn nếu mình không bấm ấy, mình đưa cái này này, lên trên đây mình để này. Các chị nhìn em để này. Đưa hai cái màn lên đây để này. Đó, là các chị nhìn thấy không? Là nó ra một cái dáng khác không? Cái dáng này người ta gọi là bút chì này, thấy không? Đó, tùy nha. Cái dáng này dễ, mình thích thiết kế xong phải thiết kế nha. Chị đấy. Lê Thị Bạch Huệ nha, em không cần số điện thoại địa chỉ trên like, không gọi điện chốt đơn chị và tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ và trong đó nha chị ơi. Nếu như các chị để cái này cột lên trên đây á thì cái này nó sẽ ra cái dáng bút chì như vậy này. Đấy, các chị về tự thiết kế nó ra được nhiều kiểu lắm nhá, chứ không phải đơn giản là một kiểu đâu. Đấy, con này dành cho các chị eo bao nhiêu đây. Đấy, các chị thấy đâu, dáng bút chì đẹp không? Đấy, bút chì đây. Cái con này dành cho các chị eo của các chị là eo bao nhiêu đây? Eo 70-72 quay về, đừng có 74. Chị nào eo 70-72 đây này, ở đằng sau này này, nó có cái lỗ này này. Đấy, nếu như các chị muốn để làm dáng bút chì như em nói thì các chị sẽ đưa hai cái sợi dây này, hai cái đầu này, hai cái đầu nhỏ này luồn vô đây này. Đó, luồn vô đây và cột vào đây này, hiểu không? Nó để sợi dây cái lỗ cho các chị đấy, không phải để cái lỗ trơ đâu nhá. Để cho các chị muốn mặc cái kiểu đấy thì các chị luồn vào đấy, các chị cột vào ha. Đây. Đây. Đó. Đây này, cái lỗ này ha. Đó, nó là như vậy ha. Còn không, các chị không để dáng đó thì các chị ở đây có cúc bấm rồi này. Các chị chỉ đem đằng sau bấm lại thôi ha. Đấy. Con này cho em eo 70-72 quay về lên em mã 12 nhá, 100.000. Một con đen body. Con đen này đi tiệc ha. Con này eo 74 nhá, chuẩn eo 74. Con này hơi sang đấy. Cái con này hơi sang các chị ạ. Chị nào chuẩn eo 74 lên cho em mã số 13 nhá, 100.000. 100.000. Cái này đuôi cá. Cái này nó giống như cái con mực ấy. Nó phình phình ở tròn xuống đây. 12 cho chị Diễm Lê cho em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Cái con này giống con mực á các chị. Này gì nó giống con mực á. Con này cưng lắm. Con này các chị eo 76 quay về, eo 74, 75, 76 quay về ai cũng mặc được hết. Tại vì giờ mặc dáng rộng nhé. Nên em mã 14, đẹp độc lạ. 12 đây. Đẹp độc lạ. Con này cho em, con này siêu mát nhá. Con này mát cực kỳ luôn á, con này em thích lắm, em không mặc vừa cái ngực này. Con này em thích ơi thích luôn. Chị nào eo 78 quay về là mặc đẹp nha. Eo 75, 78 là mặc đẹp cho em. Xinh không? Eo 75, 78 lên em mã số 15, 100.000 được miễn ship nha. Một con body đi tiệc, chất tung lạnh. Các chị thấy nó thiết kế đẹp không? Thiết kế cực đẹp luôn cho em nhá. Cái này các chị cho các chị xem. Cái con này nó tem nhiều lắm, các chị nhìn này, nó là hàng xịn đấy, tem nó nhiều lắm nha. Đấy. Đó. Cái con này dành cho các chị này, eo bao nhiêu? Chị nào eo 70, 72, 74, đừng có 75 ha. Eo 70, 72, 74 mà cái con body này cho em. Lên cho em mã số 16, 100.000. 15 cho chị Minh Mộc. 15 đây. Một con đi tiệc nhá. Cái con này đi tiệc cho em, các chị nhìn này. Cái này dáng trẻ trung tiểu thư. Cái này nó gọi là công chúa tiểu thư đấy. Chị nào mà eo từ 70-72 thuộc về size M ấy nhá. Eo 70-72 là mặc đẹp cho em 100.000 nhá. Cái này đi tiệc cho em ha. Nhìn đây. Nhìn em nhá. Đó, nó vậy ha. Đó, 100.000 lên em mã số 17. Mã số 17 giùm em. 14 cho chị Hải Âu.
14 là có con mực đây. Em cứ gọi con mực, người ta gọi đuôi cá, em gọi con mực, thấy nó tròn tròn, gọi mực. Hồi trước có con rùa đó cơ. Hồi trước có cái đầm con rùa nó phình ở trên lưng á. Ở trên lưng nó phình ra cơ, dễ thương lắm. Rồi con này cho em. Con này nha, con này nó đây bút chì các bạn dặn này. Cái con này các chị thấy nó bút chì chưa? Thấy bút chì chưa? Cái này hơi bị tây nha. Ui ui, để hơi bị tây nha. Nhìn này. 16 cho chị Trang Đoàn. Con này hơi tây nha. Nhìn này. Để em kiểm tra con này em bao nhiêu. 16 đây. 16 100 ngàn đây. Em kiểm tra con này coi. Em cũng thích con này lắm. Mặt con này là mát lắm luôn nha. Ôi trời ơi, chị lên mã 14. Giờ chị kêu không phải 14 là con gì đấy. Cái con này cho em. Chị nào mà eo 82, 84, 85 ấy. Eo 82, 84, 85. Eo 82, 84, 85 dùm em nhé. Con này siêu cưng, lên mã 1 nhé. Mã 1 dùm em 100 ngàn. Mã 1. Không phải 14 là 14 là con body gì đó. Em đọc từng số từng con nha. Em đọc từng số từng con đó. Hồi nãy là cái đến nào cái 12. 12 chút khác, còn 14 khác mà. Vừa rồi cái con thung là 17. Con đấy 17 phố. 16. Con đấy 16 hả? Ủa con đấy 16 mà. Có người chút 12 mà. Còn cái con đó con mực là 14, còn cái con này là con body là 13 mà. Con này con 13 mà. Ủa là sao? Biết chị kêu con body con không phải con 14 này mà là con 14 là con body xám. Con body xám nó 16 mà. 18 cho chị Bình Xuân Võ. 18 không có. Hả? 18 không có, có mã 1. Con này cho em nha, con này cho em này. Chị Bình Xuân Võ nha, không có mã 18 nha chị ơi, 1 cho chị. Cái con này một là cho chị Phương Phương. Cái con này xì tai của em hay mặc đây là các chị nhìn này. Nó dáng xòe A vậy này nhá. Cái này mặc với quần sọc các chị nhá. Rất là đẹp luôn, chất lụa này. Chất lụa đẹp như vậy này. Đó. Con này dành cho các chị eo 80. Chị nào eo 80 quay về nhá. Cái này hàng của Nhật nó chất lụa xịn lắm. Nó không phải chất bình thường đâu mà nó là dáng xinh, các chị mặc với quần sọc nha. Nó không có dài đâu các chị nha. Các chị mặc với quần sọc á, tem nhiều lắm nha. Nó hàng xịn đấy, đây này. Như em mà em mặc là 1m55 là em mặc với quần sọc nó phủ gối vậy này. Còn chị nào cao hơn thì nó sẽ trên gối nha. Đó, con này lên mã số 2 đây, 100 ngàn đây, 1 đây. Các chị nghe rõ số mới chốt nha, không có chốt tầm bậy tầm bạ nữa rồi. Em xả đầm em ra là em không có chốt cho các chị tiếp theo đâu nha. Tại vì chốt tiếp theo rồi mà không các chị xả ra cũng mệt à. Rồi con này cho em body nha. Một con body cho em eo 72, 74 quay về cho em. Chị nào eo 72, 74 quay về. Eo 70, 72, 74 nhá. Một con body rất đẹp như vậy ha. Đây. Body siêu đẹp cho em. Lên cho em mã số 3 nhá, 100 ngàn. Mã số 3. Bây giờ em qua cái dòng 150 ngàn nha. 150. Chào chị Kim Nguyễn nha. Đây là những cái dòng 250 ngàn em xả xuống nha các chị nha. Hôm nay em còn một ít nữa em sell luôn. Để ngày mai em đi đơn nha. Đấy chỉ còn một ít thôi. Chị nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Đây, đây là một con form Âu. Chất gấm xịn sò nhá. Không có nhiều đâu các chị. Ít thôi, chị nào nhanh thì được chậm hết. Eo 75-80. Chị nào eo 75-80 thì 150 ngàn. 150 ngàn lên mã số 4 cho em nha. Đẹp như vậy ha. Đây là một cái con mà nó gọi về thuộc gọi là gấm lụa, nó đẹp lắm nha. Nó rất là đẹp. 150 ngàn mã số 4 giúp em ha. Một con Vin. Một con Vin xịn sò nhá. Con này nó đắt tiền nha các chị nha, không phải rẻ nha. Nhưng hôm nay là em xả để mai đi đơn dạ, nha. Chị Đông Phương Tiêu nha. Chị nào? Dạ mấy chị mới vào nha. Chị nào eo từ 70 cho tới 78. Chị Trúc Hà. Chị nào eo 70 78 này, con này đắt tiền nha. Đó, em xả 150 lên em mã số 5. Bữa nay là toàn còn ít con là vừa bán vừa tặng đấy. Rồi, để lên lô mới. Đây là một con Âu. Một con tiểu thư, quên. Một con tiểu thư dáng Âu. Con này không đẹp nghỉ lấy tiền à. Con này dành cho các chị này. Chị Hoàng, ăn bữa. Eo 70-74 này. Ôi đẹp quá. 150 ngàn, chị nào eo 70-74 nhá. Lên em mã số 6 này, 5 đây. Mình sửa giá 150 chưa? Rồi. Rồi tiếp tục một con tiểu thư này. Mấy con này đắt tiền nha các chị nha. Hôm nay là em xả xuống nha. Xả xuống cho hết đi để ngày mai em đi đơn cho nó xong đi. Đặng một vài hôm nữa thì em sẽ lên hàng mới ha. Hàng đầm Vin Nhật mới khui. Chị nào eo 65-72 size F và size M đây. Tiểu thư đây. Chất gấm xịn đây.
lên cho em mã số 7 nhá, 150.000. Đây, tiếp tục cho em. Chị Nguyễn Thư Lê. Cái con này đắt tiền nhá. Mấy con này toàn là đắt tiền thôi đấy, em xả xuống đây, còn ít con em xả đấy. Con này cho em các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Đấy, chất gấm đẹp như vậy này. Con này dành cho các chị eo 74. Chị nào eo 74 và 75. Trời ơi nó đẹp. Chị nào eo 74 75 nhá, cái này dáng Âu nhá, nhìn này. Eo 74 75 lên em mã số 8, 150.000 miễn ship luôn. Đây, một con pin xịn sò con bò còn nguyên tem. Con này form của nó xòe baby doll này này. Cái dáng xòe Âu này, cái dáng baby doll như vậy này. Cưng lắm nha. Con này dành cho các chị eo 75-80 còn tem. Cái form xòe cực đẹp cho em như vậy ha. Lên cho em mã số 9, 150.000 miễn ship luôn nha. Một con pin còn tem. Một con pin. Con pin này chất gấm xịn nha, còn tem. Còn mới nguyên tem nha. Chị nào eo từ 65 đến 74. Chị nào mà eo từ 65 đến 74 giùm em nhá, con này mới lắm nha các chị. Mới còn tem mà. Đúng không? Mới còn tem mà. Lên em mã số 10, 150.000 và được miễn ship. Số 9 sai đây. Chị nha, chị Hoàng Anh Nguyễn. Chị Hoàng Anh Nguyễn mã số 9 này. À 9 này. 7. Mã số 7 đây. 7 cho chị Hoàng Thị Anh. À mã số 10 đây. 10 chị Cờ Lão Vũ đi. Bấm chị Cờ Lão Vũ đi. 10 đây. Rồi. Ôi dồi ôi, cái con số 8 này đẹp nha. Chị đã bỏ qua số 8 là hơi bị phí luôn. Eo 74, 75, con số 8 này form Âu hơi bị phí luôn. Mấy trăm ngàn một con như thế này này. Eo 76, hố chị đâu còn tiêu. Ok. Cái con này mà em nói cho các chị mua mấy trăm ngàn một con này ha. Không rẻ đâu ha. Em xả có 150 đấy, số 8 đấy. Con này cho em dáng suông màu xanh. Cái này mới tinh à. Cái này dáng tiểu thư nha. Các chị nhìn này. Dáng suông nhưng mà nó tiểu thư này. Khi mình nịt đai vào nhìn này, nó ra cái dáng tiểu thư như vậy này. Trời ơi, nó mê lắm nha. Con này dành cho các chị eo 74. Eo 74 quay về giùm em. Chị nào cũng mặc được nha. Lên cho em mã số 11. 100.000. Ơ 150.000. Trời, nó 100.000 chết luôn. Con này giùm em bét lung. Chị nào eo 78. Chị nào eo 78 và 80 đâu. Một con bét lung. Trời ơi con này mặc bao phê. Chị nào eo 78 và 80 nhá. Dáng bét lung siêu cưng. 150.000 lên em mã số 12. Lại trời ơi, một con đen Âu. Một con đen Âu đẹp này. Nó đẹp như vậy ha. Con này dành cho các chị eo từ 74, 75. 12 cho chị Văn Trần. Chị nào eo 74, 75, 76 đây. Eo 76, 76 chị đâu mục tiêu lấy màu đen không? 11 cho chị Diễm Lệ. 12 đây, 12, 150.000, cái đó 12 nha. Con này 11 đây, 11 đây. Còn 8 đâu? 8 đây. 8 cho chị Bình Xuân Võ. 8 đây. Chị đòi đóng vô tiêu, có lấy con đen này không? Con này đen đẹp quá, đen okay, pho màu. Ok cho chị đen pho màu đẹp quá chị. Con này mấy trăm ngàn đấy, em xả có 150 đấy. Tha hồ mà bán, mà mua, mà mặc đấy. Úi dồi ôi, cái này chắc em chốt quá, em hợp với chị đai này quá. Đây là một con áo khoác VIP. Nhìn cái tem là nó VIP rồi đúng không? Trời ơi, cái này hơi xì tai luôn. Cái này các chị khoác free size. Khoác vào á, xong rồi nói chung là mix với đồ đi chơi á. Nó mô đen lắm nha. Mặc với giày bata ấy, nó mô đen lắm. Khoác free size. Con giãn sướng luôn. Con này lên cho em mã khoác nhá. Mã khoác lấy 100 ngàn thôi nhá. Mã khoác 100 ngàn thôi ha. Đây là một cái con mà em nói nó xịt sò con bò. Dập ly dập ơ này. Nhìn này, con này eo chết nha các chị. Chị khoác nào? Cho chị Lê Thị. Khoác đây, khoác 100 ngàn em ơi. Khoác cho chị Lê Thị Bạch Huệ. Chị Lê Thị Bạch Huệ ơi, khoác 100 ngàn em miễn ship. Đây là một con công sở dập ly màu đen eo chết. Chị nào eo 82 và 84. Eo 82, 84. Lên cho em mã số 13. Mã số 13 giùm em. Đây là một con tiểu thư. Em nói mấy con này toàn đắt tiền thôi, 200 mấy một con. Mà nói chung hôm nay Trúc Phương xả rẻ quá trời nè. Xả cho các chị có 150, em nói rẻ quá trời nè. Còn ít thôi, không nhiều đâu, xả lấy lọc, bán lấy lọc nha. Đây, lớp lót lớp ơ đầy đủ cho các chị đây ha. Đấy, con tiểu thư này cho em. Tay của nó này nhìn đi. Nhìn đi. Cưng không? Con này dành cho các chị nào mà eo 70 và 74. 75 đừng có chốt nha.
Chị nào eo 70, 74, 150 ngàn lên em mã 14. Mã 14. Ê, như hôm nay cái cây này thấy nó ok đấy Vân. Thấy nó ok. Nó không bị... Nó ok, giờ này không ok chị ạ. Bị sao vậy? Bị gì? Nó tự xiên kéo cái tay rồi. Mình muốn làm cái này á, là mình để cái ghế xanh ở đây này, mình đem cái con ngựa bên kia qua đây mình để này, mình để một cuộn băng keo vô cắt chích dán kịch cái giếng xong ngay trong vòng một nốt nhạc. Lúc mà nó... em gỡ hết keo. 13 cho ai đây? 13 cho ai đây? 13 cho chị Lê Hồng. Chị Lê Hồng mã 13, 150 ngàn. 14 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Chị Kim Hoa hả? Chị Kim Hoa Huỳnh đâu ra đấy vậy? Nhanh vậy chị ơi. Chị Nguyễn Thảo Nguyễn nha. Đây là một con tiểu thư, các chị nhìn kỹ này. Em chúc mừng chị nào mà chốt được con tiểu thư này giá 250 ngàn. Hôm nay Trúc Phương bán tặng với cái giá có 150 thôi. Mong các chị chia sẻ bài cho em để em mừng nhá. Con này dành cho các chị này mới tinh. Eo từ hiện tại là 70 này, căng ra đến 76 này. Ok chưa? Đấy, eo 70, 76 này. Trong những cái size đó thôi. Con này lên cho em mã số em chị Võ Thúy nha chị ơi. 15, mã số 15, mã số 15. Dụng gì, đứa nào nó nhoi như vậy? Nó cứ cầm cái miếng miếng ở chân em chị ạ. Đứa nào nhoi nhoi gì vậy? Tôi cắn nát vô. Con này cho em nha. Cái con này là dập ly cái chân váy mê luôn. Chị nào mà eo từ 65 đến 74 á. 15 đây. Các chị Bình Xuân Võ. Em cho các chị coi con này hết hồn luôn nha. Nhìn này. Nhìn cái chân váy này. Cái chân váy em nói là nó hết hồn luôn nha. Nhìn này. Trời ơi nó dập ly cỡ này này. Eo từ 65 đến 74. Đó, lên cho em mã số 16 nha. 150 ngàn, miễn ship luôn. Miễn ship luôn. Úi dồi ôi, con này cái gì đây? Lụa. Một con lụa. Con này có đai nha. Ôi con này có đai xinh thế. Hoa rơi hoa ơ luôn nha. Con này có đai nha. Hoa rơi hoa ơ nha. Chị nào eo 65-72. Chị nào mà eo 65-72 eo chết nha. Cái này lụa nha các chị nha. Lụa nha. Con này lên cho em mã số 17 nhá. 150 ngàn miễn ship luôn. 16. 16 đây. 16 cho chị Thủy Lê. Đây là một này gì đây trời. Trời ơi, chị nào mà chốt được con này hơi sướng nha. Con này là một set. Đây là một cái set mà nó có cả một cái lót lụa như vậy này. Cái lụa này lụa xịn đấy các chị. Lụa xịn á, mà cái này ai cũng muốn mặc ấy. Chị nào cũng muốn sở hữu ấy để mặc trong mấy cái đầm mỏng ấy, hoặc là các chị mặc giường chiếu ấy, cái lót xịn này này, ăn chơi xịn này. Nó có trong đây luôn thì em bán một set luôn nha. Cái set này dành cho các chị này. Chị nào mà eo từ 70, 74, 75. Chị nào eo 70, 74, 75 giùm em. Đó. 150 ngàn lên cho em mã số 18. Mã 18. 17 cho con này. 17 cho chị Cần Lao Vũ. Con này cho em. Con này thun nha. Chất thun. Em gọi là chất thun thôi chứ còn bình thường người ta gọi là von giấy nha. Một cái chất von giấy xịt này, nhìn này. Một cái chất von giấy xịt vào này. Nhưng mà em thì thấy co giãn thì Việt Nam mình cứ thấy co giãn là gọi thun thôi. Kệ mẹ nó là cái gì, biết co giãn là thun. À, vậy đó. Con này cho em. Chị nào mà eo 80 quay về, ai thích cậm thì cứ bơi vào đây. Đẹp như vậy này. Eo 80 quay về nha, nó đẹp lắm. Con này mặc nó xuống lắm, nhìn này. Lên cho em mã số 19. 18. 18 đây. Cho chị Nguyễn Thúy Nga. Ê, nó nghe cái này có cái kim băng không? Chị băng vô cái thôi. Có. Được đấy. Vô ngày mai về nhà ta cái này nè. Cái lịch cũng không còn nữa, giờ nó cái lót. Cái lót này nó đẹp quá, mất của ta tiếp tụ nghiệp. 19 cho chị Yến Lê Phượng. 19 đây. Trời ơi mấy con này mặc mát lắm. Con này em cài cái kim băng vô đây cho chị là không thể nào nó rời đi đâu được. Nó không thể nào đi đâu được. Rồi, con này cho em một con Vin. Một con Vin rất là lịch sự không? Các chị thấy nó lịch sự không? Nó cái chất em nói đấy, mát rượi đấy. Nó lịch sự như vậy này. Không có ai mà mang cái vải vớ vẩn đến làm con Vin đâu các chị. Cho nên yên tâm mà mua nhá. Những cái chất mà lên con Vin như vậy này, mà hơi co giãn như vậy này, nó là von giấy đấy nhá. Nhưng mà Việt Nam mình cứ gọi thùng nó không phải đâu. Cái con này cho em chị nào eo 65 72 thuộc về size S, size B ấy. Đúng eo 65 72 mặc đẹp nha. Đó, lên cho em mã số 1 nhá. Mã 1, mã số 1, 150 ngàn. Có chị xin chai nước rồi đã. Em bỏ cái nước đi xuống lấy nước ra chị. Này sao sao giá nó dán nhiều thế à? Giá nó đau nhà đâu có dư tiền đâu mà sao dán nhiều thế nhỉ? Chị nào mà eo từ 74 cho đến 78 ấy
chị nào eo 74, 78 cho em con này ha. Đây, cái form dễ thương không? Chị nào eo 74, 78 lên cho em mã số 2, 150.000. Chúc mừng chị nào chốt được con này. Cả nhúng 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 như vậy này, nó sơn nhắn. Trời, con này con siêu phẩm đi. Siêu phẩm lò xo. Con này nó còn có tay nhá. Có nhiều con không có tay đâu, nhưng mà cái con siêu phẩm nó có tay. Cái con này nó dao động có những con mấy trăm ngàn con cơ, nhưng mà con này thì nó tầm 150, như em bán xả thôi. Chị nào mà eo từ Kim Hoa Huỳnh. Đây, chị Kim Hoa Huỳnh hốt đây, 150 đây. Con nhiều con đẹp yên tâm. Đây. Đây, ôi dồi ôi. Mấy mấy? Một đây, một đây. Quên cho chị Trúc Hà. Tao tưởng chị Kim Hoa Huỳnh lấy cái con nhúng này. Tao bảo ủa, tao tưởng nó mày kêu đưa con này cho chị Kim Hoa Huỳnh, nó lên không tên số, mày hãm vậy. Thế mấy con này nó hãm lắm đấy. Em đọc một trước luôn ấy. Tự nhiên mày trước khi một mày đã la tao rồi đó. Hai đây. Con này cho em nha. Con này này eo từ 65 này, nó căng ra này. Nó căng ra cho các chị đẹp nhất là đến eo 78. 78 80 mặc được hết nha. Eo từ 65 đến 78 là đẹp nhất. Còn nếu mà không là các chị mà mặc mà nó ôm tí nữa là eo 76 nhá. Đừng có đến 80. 80 là chẳng qua là thích quá thì mặc thôi, chứ còn nó căng ra tới đó thì nó không đẹp ha. Chị Đào Phương Lan đó. Xin. Cái con này các chị cứ mặc từ eo 65 mà cho tới eo 76 là đẹp nhất luôn. Chị nha. Đào Phương Lan xin. Đây, 150 miễn ship luôn. Cái con thung lạnh này em xin thông báo nhá, nó phê lòi tòi vòi. Nhìn cái form Âu của nó đi. Thung lạnh của Nhật. Cái màu của nó như thế này này. Nó đẹp như vậy này các chị. Úi dồi ôi, em nói mặc vô, em nói thật không muốn cởi ra luôn á. Chị nào trên 40 tuổi mặc nha. Vì cái này là màu của nó là màu nâu tây này. Cái màu này là màu trung niên, hiểu không? Cho nên các chị trên 40 tuổi mặc nha. Chị nào mà eo 80 á, chốt đi. Mặc một tuần không thấy nóng mà. Mã số 3 giùm em, 150. Biện ship luôn. Một tuần không thấy nóng nhưng mà người ta kêu mình ở dơ. Cái việc mà người ta kêu ở dơ thì kệ người ta. Còn cái việc tao nói mày mặc một tuần, mày cứ mặc đi tao coi. Đây, một con lò xo size to hơn. Cái con lò xo này có tay. Nhìn này. Cái này nó size to hơn nhá. Ba cho chị Lê Phượng. Cái con này hiện tại bây giờ là eo 80 đấy. Eo 80 mặc ok ha. Eo 78, 80 mặc ok. Con lò xo này đẹp này. Con lò xo này nó đẹp như vậy này. Thấy không? Chị Mỹ Lệ Vũ kêu con lò xo cho chị. Cái lò xo này to. Để chị Mỹ Lệ Vũ kiếm cái lò xo nhỏ hơn. Cái lò xo này to hơn nhá. Cái này lên em mã số 4. Ba hả? Dạ. Thôi con ba này chị nào chốt được vậy chúa. Em thích con ba này quá thì thôi á. Em nhiều lắm, em nhiều thông lạnh lắm á chị. 4 cho chị Nguyễn 7. Chị Nguyễn 7 đây, 150 miễn ship luôn. Đây là một cái con mà mặc lên cái form đẹp lắm các chị nhìn này. Chất nó coi, nói chung là chất nó mềm, nó dễ chịu lắm. Cái con này mặc lên cái form nó mê luôn các chị nhìn này. Nhìn nó vậy mà chả mê, đúng không? Nhìn nó như vậy mà chả mê, mặc vào nó mê lắm. Chị nào eo 80, 82 mặc thoải mái đẹp nha các chị nha. Eo 80, 82 để các chị mặc vô, các chị nịt một cái đai vô một cái thì ôi dồi ôi, nó đẹp. Eo 80, 82 lên em mã số 5, mã 5. Con này là con Âu mắc tiền nha. Hôm nay Trúc Phương xả có 150 thôi đây. Con này tới 200, 250 đó các chị. Nhìn này, cái tùng Âu xịn như vậy. Úi dồi ôi. Chị nào mà eo từ 80 đến 82, 84 nhá. Eo 80, 84 cho em 5 cho chị 150 lên ngàn lên em mã số 6, 5 đây. À, cái này là nó hơi nó hơi bị dễ thương này nha. Hơi bị dễ thương nha. Cái này không đùa nha. Cái này rất là dễ thương. Cái này cái chất giấm của nó mềm. Các chị thì nhìn đến mềm không, mịn không? No. Nhìn này. Dã man xinh. 6 cho chị Trúc Hà. 6 đây, 6 đây. 150 miễn ship đây. Con này các chị mặc dáng suông eo 78. Eo 78 quay về ai cũng mặc được, lên mã số 7. Mã số 7. Con này một con gấm. Cái chất gấm này một lớp, nhưng mà các chị mặc một lớp à, không có mặc hai lớp đâu, vì một lớp nó đủ kín rồi nha. Mát rượi vậy này. 7 cho chị Đông Phương Tiêu. Ai cưng không? Đây 7 chị Đông Phương Tiêu đây, xinh quá này chị ơi. Con này cho em dành cho các chị eo 82. Eo 82. Chị nào eo 82 và ở eo 82 thôi. Eo 80 82 thôi, đừng eo 84 nó hơi khó chịu ha. Eo 80 82 lên cho em mã số 8, 150 miễn ship này. Một con phô mau, chị Nguyễn Thức Lê. Chị Nguyễn Thức Lê có lấy con này không? 150 ngàn. Đây, nó đẹp như vậy ha. Đây.
đấy, chị ok thì lên ok nhá. Chị Nguyễn Tư Lê ok thì lên ok. Đây là một cái con nó rất là đẹp, đẹp, độc lạ. Các chị nhìn này, cái tùng của nó em nói không phê, okay, không lấy tiền. Em nói không phê cái tùng này không lấy tiền á. Nó độc lạ. Các chị về mix cho em một cái áo khoác vét thôi là úi dồi ôi, cái tùng của nó đẹp. Nói chung là đẹp. Chị Nguyễn Thức Lê ok là con này. 8. 8 là con này. Cho chị Thị Bé. Con này dành cho các chị eo 74. Chị Trần Thị Hoa, chị lên mã giúp chị nào eo 74 nhá. 50 là giá mà chị ơi. Đây, chị nào eo 74 quay về lên cho em mã số 9, mã số 9 hả? Mã số 9 cho em. Đây, chúc mừng chị nào chốt được con này. Nó tiểu thư nó dễ thương. Nó tiểu thư nó dễ thương nha. Đó, con này nó xuyên thấu. Ý là nó một lớp. Em bán cho 100 ngàn thôi. Nhưng mà để mà nói thì với cái mức độ này thì các chị không cần mặc lót nha. Nhưng mà có điều á, em bán thì em báo nhá. Em bán thì em báo. Để các chị nào mà không có mặc được một lớp ấy thì làm ơn đừng có chốt. Chốt về rồi bắt đầu bắt công phiền em ra ha. Còn chị nào mà mặc được thì cứ chốt đi, em bán cho 100 ngàn. Chị nào eo 70-74, eo 70-74, 100 ngàn. Lên mã 100 luôn nha. Có lớp mà nó mát rượi à? Mát rượi à? Lên mã 100 luôn nha. Một, ui dồi ôi, con đi tiệc. Một con đi tiệc. Nó đẹp như vậy là các chị. Nhìn này. Nó sang mà nó đẹp không? Cái chất nó phê, cái chất tắp ta nó xịn này. Nhìn này. Em nói nó phê, ôi là phê, nó chuẩn chỉnh độ dài này. Mã 100 cho chị Lê Bích Ngân. Chị Lê Bích Ngân 100 ngàn này, đi vô 9 này. 9 là con này 150 này. Chị Liên Dương cho em xin ngay số điện thoại, để chị và tin nhắn Facebook nha. Con này cửa giá trăm. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, để chị em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Cái này eo chết nha các chị, ở ngoài nó màu tím đẹp lắm. Ở trong line nó không thấy ánh đèn nhiều quá, không thấy tím nha. Chứ nó là tím hoa cà, đó tím anh yêu đấy. Chị nào eo 70-72, eo 65-72 cũng ok. Lên cho em mã số 10, 150 ngàn đi tiệc nha. Chị Thúy, Võ Thúy, chị kêu em gọi chị Võ Thúy. Bữa giờ em chỉ gọi chị là Võ Thúy thôi chị ơi. Đây là một con dáng Âu này, chị Mỹ Lệ Vũ. Chị Mỹ Lệ Vũ thì... Mời cho chị Hương Thanh Đỗ. Mặc đẹp này. Chị Mỹ Lệ Vũ có mặc được con này không? Mặc con này đẹp này. Hai lớp xịn sò đấy. Eo bao nhiêu cũng có nha mấy chị ơi. 10 đây. Đầm nhật mỗi mẫu một cái, eo bao nhiêu cũng có. Nhưng mà các chị cứ xem cái nào vừa thì chốt. Một con tiểu thư nhá, nhìn đi. Úi dồi ôi, cái đuôi cá của nó phê lòi ra. Xong rồi, úi dồi ôi. Xong rồi nó mã cốt, mã vạch làm gì đây. Đấy. Nói chung là nó mịn như vậy đấy, nó đẹp như vậy đấy. Chốt đi. Chị nào eo 65-72, size F và size M nhá. Cái này hoa nhí đẹp lắm, hoa nhí phê luôn. Hàng còn mới nguyên tem. Một con tiểu thư hàng còn mới nguyên tem. Lên cho em mã số. Mã số bao nhiêu rồi nhỉ? Mã số 11. 11. Chị Mỹ Lệ Vũ có lấy con này không nhỉ? 11 cho chị Diễm Lệ. Chị Mỹ Lệ Vũ có lấy con này thì bảo em nhá. Đẹp như vậy này. Rồi con này cho em thung lạnh xịn sò. Đây là một con form Âu thung lạnh xịn nha các chị nhá. Con này không phải con bình thường các chị nhìn này. Đây là con thung lạnh xịn. Cái tùng Âu của nó đẹp như vậy này. Đó. Không phải con bình thường đâu ha. Con bình thường tụi em bán có 100 ngàn thôi đó. Con này em bán 150 nó rẻ lắm luôn. Chị nào mà eo 70, eo 74, 75, 76, 78 luôn. Eo 74, 78 luôn. Con này form Âu cực xịn nha các chị. Đây này, cái tùng Âu của nó đẹp, đẹp ơi là đẹp. 150 ngàn lên mã 12, 11. 11 đây. Rồi con này cho em. Chị nào eo 74, 75, 76. Chị nào eo 74, 75, 76 cho em con này. Dáng Âu nhá, form Âu này. Nhìn này, nó đẹp như vậy này. Lên cho em mã số 13, 150 ngàn miễn ship luôn. Lấy con 10 của chị Hương Thanh Đỗ này. Một con Vin. Chị nào mà chốt sớm xa sớm sát. Em chốt mã 10 cho chị Diễm Lệ nha chị ơi. Mà chị xả 10 nha. Mà xả của em ra là em chặn Facebook đấy nha. Các chị chốt chắc chụp em vì đầm này em xả rẻ lắm luôn á. Còn miễn ship đấy. Mà xong rồi các chị chốt sớm xác rồi các chị là nhầm nhọt sang trồng trọt là em chặn Facebook đấy. Để các chị khác khỏi phải chốt theo. Úi dồi con Vin đắt tiền. Chị nào eo 65-72. Nhìn nha, nhìn nha. Nhìn kỹ giùm em. Đây là một con Vin đắt tiền nha các chị. Nó có dập ly cho các chị như đây này. Con này tới 250 một con đấy, không rẻ nha. Giá xỉ, giá lẻ 300 mấy ha. Hôm nay em xả có 150 thôi. Chị nào vừa thì chốt. Eo 65-72 lên cho em mã số 14 nha, các chị ơi, các mã số 14 giùm em. Mã 12 cho chị nào đây. Mã 12 cho chị Thủy Võ. Cho chị Thủy Võ này, đẹp lắm chị Thủy Võ ơi. Con này về em nói phê lòi ra. Rồi 14 này. 14 cho chị Phương Thảo Nguyễn. Cái con 13 là con form Âu đấy các chị. Con này con form Âu đấy nhá. Con form Âu xịn đấy nhá. Đây này. Nó là eo chết như vậy này.
đó, chuẩn eo 74, 75, 76 các chị mặc lên nó tiểu thư như vậy này. Đại chúa rồi, con tiểu thư rồi, đẹp lắm, mấy trăm ngàn một con đó các chị. Chuẩn eo 74, 75, 76, con này mã số 13 đó. Thấy con này cho em. Con này nha, con này rất là cưng. Nhìn này. Mới lên tới 13 chị cấp 14. Cái con này con 13 thấy rồi. 14 nó xuống rồi. Còn con này tao đọc lại được chưa? Mày đừng có thắc mắc, mày miễn sao mày đã đúng ra số rồi. Mới có đọc nha mấy chị ơi. Mày đưa đúng số tao là được rồi. Cái con đấy là con gì? Con này 12. Con đấy 14. 12 là con kia. Tao đưa cho mày, tao giao cho mày, tao giao số cho mày, mày không chịu nghe. Mày nghe quần què đâu không ạ? Số 10 là con nào? Ủa, chị mới nói là chị chốt lại mã 10 cho chị Diễm Lệ, bỏ cái con của chị Hương Thanh Đỗ ra. Con nào của chị Hương Thanh Đỗ? Con nào của chị Hương Thanh Đỗ lấy ra. Rồi con này cho em nha. Chị Liên Dương, chị phải có số điện thoại chị. Chị nào eo 74 nha. Chị được nha chị ơi. Chị nào eo 74 75 giùm em, con này đẹp quá. Chị nào eo 74 75, con này form Âu đẹp quá. Lên em mã số 1 nhá, mã 1 giùm em. Mã số 1. Một con Vin. Con Vin này mắc tiền lắm các chị, nhưng mà em cũng bán cho các chị 150. Các chị nhìn kỹ này. Nó dập ly dập ơ cho các chị này, nó xếp xếp như vậy này, thấy không? Nó xếp như cái ly này. Đấy, nó xếp vô như vậy này. Đấy, thấy chưa? Thấy nó xếp vô không? Eo chết nha. Chị nào eo 70-74 nhá. Không được nha chị Trần Thị Hoa ơi, em có đọc tên thì mới có đồng nha mấy chị. Này, chị nào eo 70-74 cái vai nó trồm ra đây nhá. Nhìn này, đây nó như vậy ha. Đó, con này lên cho em mã số 2. Mã số 2 dùm em nhá, 150.000 miễn ship luôn. Đây là một con đi tiệc hoặc là đi chơi. Nó dễ thương như vậy này. Trời ơi nó dễ thương quá. Con này eo chết nhá. Chị nào mà eo 74-75 thì mặc vừa nhá. Nó là eo chết này các chị. Nhìn này, nhìn em để trên người này. Nó xinh lắm nha, màu xanh coban. Lên em mã số 3 giùm em nhá, 150.000 miễn ship luôn hai đây. Rồi tiếp tục này. Em không nhận số điện thoại ở trên live. Các chị nào muốn mua đầm nhà em thì nhắn tin ngay cho em, chị Liên Dương. Nhắn tin ngay cho em số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Facebook nha. Một tí xíu nó không nhận được địa chỉ em chặn Facebook chị luôn. Em không nhận ở trên live đâu nha. Em không gọi điện chốt đơn luôn nha. Hôm nay em nhận được một cái ca rất là khó đẻ, một cái ca nói chuyện rất bất dạy. Một cái ca mà các chị đấy mua hàng em vào chốt như là chốt cha chốt mẹ. Đến lúc mà em giao hàng tới nhà rồi thì không xem, không chịu xem hàng mà lại bảo là em ơi tại sao không gọi điện chốt đơn. Xong rồi bom hàng nhà em. Các chị ơi em giao tới cửa rồi thì banh con mẹ nó ra mà coi hàng coi háng coi đi. Rồi nhận thì nhận, không nhận thì thôi cho em còn biết đường. Nhưng mà không chịu xem hàng, không chịu nhận. Mà phải bắt bẻ là tại sao khi chốt đơn không gọi điện thoại. Mà nhà em đã gào ở trên đây bao nhiêu ngày rồi. Nhà em là không có gọi điện chốt đơn. Đấy mà lại xử sự theo cái kiểu mất dạy vô văn hóa không. Đấy cho nên chị nào khách mới vào nghe em nói thì làm ơn rút kinh nghiệm. Chị đừng chốt được con nào đâu chị ơi. Đừng có làm như vậy nha, nhà em không có làm ăn vớ vẩn như vậy đâu các chị. Các chị đừng có làm cái kiểu đấy, làm cái trò con bò với em buồn lắm nha. 100 ngàn hay là 150 nó không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà các chị làm cái trò con bò nó mất dạy lắm nhá. Nó mất dạy lắm luôn á. Em không hài lòng tí nào hết. Mong các chị tha tội cho em với. Đây là một con Vin dập ly nha. Vin dập ly. Tại vì mình lớn rồi, mình có ăn có học rồi. Mình lớn rồi, mình phải làm gương cho con cái ha. Bây giờ mình bom hàng người ta, con cái nó nhìn thấy được. Đấy, rồi mai mốt rồi sao? Cả cái gia đình dòng tộc con cái nó đi bom hàng người khác hết à? Vậy là mình đang tập cho con mình nó bom hàng người khác hết đúng không? Mình đang tập cho con mình một cái lối sống mất dạy đúng không? Đúng không các chị? Cho nên là mình làm con mình nó nhìn. Cho nên là mình phải làm sao cho con mình nó làm theo. Đấy, bây giờ các chị đi bom hàng con mình làm theo, mai mốt con mình nó cũng đi lên mạng nó đặt vớ vẩn, xong về nó bom hàng người ta. Có phải là vô tình mình dạy cho con mình một cái lối sống vớ vẩn không? Một cái lối sống mất dạy vô văn hóa không? Đấy. Tha tội cho em gái. Rồi con này cho em nhá. Con này eo chết nhá. Em có chị eo 76 78. Chị nào eo 76 78 á, các chị nhìn này, nó mát nha, mà cái này nó mát, nó xếp ly như vậy này. Chị nào eo 76 78 thì mặc xinh nhá, mặc nịch đai lên xinh lắm nha các chị, form tùng xòe vậy này. Con này lên mã số 4 giùm em nhá, 150.000 mã số 4. Mã số 4. Ôi giời ơi, con này dễ thương. Con này có sợi dây nho nhỏ xinh lắm, cột đây này. Cột ở đây này. Đó. Đó. Con này eo chết nhá. Chị nào eo 70 và 74 á, form Âu như vậy này. Chị ơi,
đó em chơi trong tin nhắn chị ấy nói là em cứ giao đi chị không mong là bây giờ. Nếu mà không cho trong tin nhắn thì làm sao đâu? Làm sao mà em giao được? Nhân viên nhà em không có phải một mình em bán cho chị nha. Nhà em cả mấy chục người nhân viên, chị không cho vào tin nhắn, nhân viên nhà em nó check tin nhắn không có địa chỉ của chị. Nó lấy cái quần què gì giao chị giờ? Nó không có địa chỉ nó sao nó giao được? Các chị nào mà cứ mở miệng ra kêu không bom là thế nào cũng bom. Thế nào cũng bom. Có nhiều chị làm công an làm nọ làm kia này. Em đây là em xin lỗi những người đàng hoàng. Đây là em đang chửi những người không tử tế mất dạy nha. Cứ mở miệng nào, em ơi giao cho chị đi, giữ hàng cho chị đi. Ngay cái mùa dịch giữ 3-4 tháng rồi. Em ơi giữ hàng cho chị đi, chị là công an không biết, chị không có trả hàng, chị không xả hàng, chị không bom hàng đâu. Giữ 3 tháng trời hết mùa dịch giao tới nơi, bom hàng. Đấy, mở miệng làm công an mất dạy chưa? Đây là em xin lỗi các chị tử tế, em chửi các chị những chị mất dạy vô văn hóa đấy. Thua tồi. Cho nên chị nào không nhắn, mày chặn con mẹ tao mệt quá. Ồn chứ chị Nam Chu Thị, chị Nam chạy Chu mẹ đi, em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút bán có cái đồng trăm mấy mà có mệt tháng. Số điện thoại, địa chỉ em xin phép xả đơn trăm Facebook chị nha. Có mệt tháng quá. Con này eo 70-74 á, 150.000 lên em mã số 5. Thấy mệt không các chị, thấy mệt tháng không? Chị em mệt tháng lắm hồn. Có nhiều chị thì lại chút tôi tử tế. Chị Nam Chu Thị nhà em không gọi điện chốt đơn, không nhận số điện thoại địa chỉ trên live, chỉ vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin vào trong đó nha chị ơi. Có nhiều chị thì rất là tử tế, lại chút tôi tử tế đến mức độ mà mình phải nói Nam là cho chị Diễm Lệ. Mình phải nói là mình cảm kích lắm luôn, biết ơn lắm luôn các chị ơi, biết ơn các chị đấy lắm luôn á. Sao sao mà người mà đàng hoàng tử tế vô cùng luôn, còn có những chị thì nó mất dạy vô cùng, mất dạy vô văn hóa vô cùng luôn, không còn cái ngòi bút nào để mà tả được cái độ mất dạy nữa. Thật đấy. Rồi con này cho em form rộng nha. Chị nào eo 90 á, chúc mừng các chị eo 90 này. Đây này, đây này. Nó đẹp như vậy này. Eo 90. Form suông như vậy này, mát rượi, chất gấm. Lên cho em mã số 6 nhá. Mã số 6 dùm em. Mã số 6 dùm em 150.000 miễn ship luôn nhá. 150 miễn ship. Đây là một con ren xịn nha các chị nhìn này. Con ren này các chị nhìn này. Nó mê lắm. Úi dồi ôi, cái tùng Âu của nó mê này. Đấy, nó mê như vậy này. Đó. Con này cho em chị nào mà eo 78 quay về nhá. Chị nào eo 78 quay về là mặc con này phê lòi tài phòi ha. Eo 78-80 nhá, sorry. Eo 78 và 80 dùm em. Nhìn này, cái tùng nó đẹp chưa? Cái này mặc đi tiệc ha. Khoác một cái khăn ở trên vai nha. Cái khăn màu đen hay là màu ren cũng được ha. Khăn con, khăn ren gì đều được. Lên em mã số 7 150.000 miễn ship luôn nhá. Một con tiểu thư đây. Đây là một con tiểu thư chất nai lần. Chất nai lần mà nó mịn lắm. Nai lần là gì? Là một cái chất thô, chất xô mềm như vậy. Đấy, nó mà con này mềm lắm nhé. Có nhiều con nó rất là thô, nhưng mà con này mềm lắm. Eo chết nha. Eo chết này. Eo con này eo có 70-72 thôi á. Chị nào eo 70-72 thì mới mặc vừa nha. Đây này, nó xinh như vậy này. Trời ơi, em thấy là em còn mê đấy mà. Mà em mặc vừa đâu. Đây này, nó xinh, cực kỳ xinh như vậy này. Đấy, thấy chị thấy không? Đấy, chị nào eo 70-72 thì lên mã số 8 nhé, 150.000 đồng Nhật nhé. Một, ôi dồi ôi, con này phê. 7 cho chị Khuyên Nguyễn Thị. Cái con này các chị nhìn này, nó đẹp như vậy ha. Đó, cái chất của nó co giãn nhẹ được ha. Cái form của nó xòe ra như vậy này. Đó, dáng dài miên man. Chị nào eo 80 quay về, ai thích bơi thì bơi. Lên em mã số 9, mã số 9, 7 đây. Mã số 9, 150.000. Một con Vin xịn sò, chúc mừng chị nào chốt dính con này. Con này cũng đắt tiền ha. Đẹp cho chị Nguyễn Kiều. Hôm nay là em xả nốt đấy. 8 đây. Tờ em tam sắp 8 đây. Con này eo của các chị bao nhiêu? Eo hiện tại là eo 65. Em căng ra được đến eo 75-76 nha. Eo 78 đừng có chốt. Chị nào eo từ 65-76. Ui dồi ôi, 150.000 mã số 10. Mã số 10 giúp em. Một con form Âu nha. Con này là con form Âu xịn, 250 một con nha. Nhưng mà Trúc Phương hôm nay là vừa bán vừa tặng hết cỡ này. Cái con này chưa like khi nào đâu. Chẳng qua hôm nay hết hàng thì hàng giặt nó lên tour cuối, tour gần hết đó các chị. Rồi em xả cho các chị luôn. Chứ con này mà like thì nó hết từ lâu rồi. Chứ con này tụi em đem đi like thì hết từ lâu rồi à, không có còn đến bây giờ đâu. Chị Nguyễn Trang áo đen hỏi có Yếm không em gái? Yếm có chứ, Yếm có đấy mà chắc chưa like chưa tới chị, chứ Yếm nhiều mà. 10 cho chị Thời Trang Quảng Châu. Eo con này là eo từ 70-76 á. Eo từ 70-76 nhá. Lên cho em mã số 11. 10 đây, 10 đây, 10 đây. Đây là một cái con mà nó nói chung là nó riêng. Dạ, tại đầm Nhật đội mẫu chỉ có một cái thôi mấy chị ơi, nên hơi khó chốt nha. Nó tiểu thư lắm, cái con này nó tiểu thư lắm, nó như vậy này. Cái form của nó form baby doll vậy này các chị này.
Đấy, cái con này cứ eo 80 quay về nhá. Cho chị Nguyễn Hồng. Eo 80 quay về mà càng rộng càng đẹp cái con này ha. Con này lên cho em mã số 12, 11 đây. 150.000. Em còn ít. Em xả cho nó nốt thì 10 hết rồi. Ở đây còn 9 rồi. Đây là một con lụa nha, không phải là con vớ vẩn, một con lụa nha. Một con lụa. Lụa của Nhật ấy, rờ nó như không rờ đây này. Rờ nó mát lắm, rờ nó rất là mát. Cái con này dành cho các chị eo bao nhiêu đây? Eo 74. Eo 72, 74. Lên cho em mã số 13. 12 đây. 12 đúng không? Vâng, 12 cho chị Bân Trần. 12 là cái con ren bùng mềm này đây. Mày gỡ chị, cẩn thận nha. Mấy cái lưới này chị ạ. Mấy con này tao cẩn thận dữ lắm ấy. Rồi con này cho em. Chúc mừng chị nào chốt được con này nha. Cái con này nó có đai đây. Nó có gì thì để đấy ha. Con này dành cho các chị này. Hiện tại bây giờ cái eo nó 74, 75, 76 trong 3 size. 13 cho chị Dung Hồ. Eo 74, 75, 76 trong 3 size nhá. Lên cho em mã số 14, 150.000. 13 đây. Một con đi tiệc. Một con dáng tiệc cho em nhá. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu đây? 70, 72. Chị nào chuẩn 70, 72 mặc đẹp cho em. Eo chết đấy, không có căng được đâu nha. Cho chị Đông Phương Tiêu. 150.000 lên mã 15, 14 đây. 14. Ủa chị Đông Phương Tiêu đang tập kết đập màu đen này. Đang tập kết đập màu đen. Cho chị Diễm Lệ. Con này xinh nha. Con này siêu xinh nha. Con này mới tinh nha. Cái gì này? Tem màu của Nhật ở trong đây nha. Mấy tem này, tem này, tem hiệu này. Tem này tem nó nói về cách sử dụng này, cách ủi này, cách giặt này. Nói chung là tùm lum tá lả trong đây. Đó, cái con này cho các chị này. Eo của các chị là eo từ 75, 76, 78, 80 nhá. Eo từ 75 đến 80. Lên em mã số 16, 15 à? 15 đúng không? Dạ. 15 đây. Đây, một con hoa eo chết nhá. Đây, các chị nhìn em 1m55 này. Qua hết cái bắp chuối bự nha. Nếu mà con này nó dài xuống tới mắt cá chân em ấy thì con này nó đi vào top 1 ha. Và nó sẽ đi vào cái dòng Vin Hoa Rơi và nó sẽ xứng danh cái tiền triệu ha. Còn con này nó bị 16 cho chị Hoàng Dung Nguyễn. Nó bị thiểu, nó bị kiểu như là bị là gãy kiện ấy. Nó bị là khui không thành công ấy, khui mà nó không ra siêu phẩm ấy, nó ra siêu vẹo là cái này đấy. Chứ con này thì cái giá 150 thì quá rẻ ha. Con này eo 74 quay về đẹp lắm, 150 lên mã số 17, 16 đây. Con đấy mà nó dài thì mà tới quá mà cá chân một cái thôi là các chị cũng mua tiền triệu à. Một con vin này mặc mát nha các chị, chất thun này này, mặc mát lắm, người ta gọi là von giấy chứ không phải là thun ha, nhưng mà Việt Nam mình có thấy căng gọi thun. Chị nào 17 cho chị Bí Lệ Vũ. Con này dành cho các chị eo 90 nhá. Chị nào eo 90 mặc bao sướng luôn á, mặc nó mát lắm. 17 đây. Chị nào eo 90 thì lên mã 1 nhá. Mã số 1 này. Mã số 1 chúng em eo 90 nhá. Cái này em nói mặc bao mát nha các chị. Có cái gì mà mát như mát lắm luôn á. Mã số 1 eo 90. Tiểu Thư. Một bé Tiểu Thư. Úi dồi, con này nó mới còn tem. Chị Bích Thảo. Cái này mới còn tem nha các chị. Ở trên line á, cái màu hồng nó không có đẹp bằng cái ở ngoài này. Các chị nhìn ở ngoài cái màu hồng của nó đẹp lắm nha. Nó đẹp mà nó mới còn nguyên tem cơ mà. Là ai mặc ở đâu. Đây. Cái con này eo chết nha. Eo của chị nào mà chị nào mà eo 70, 72, eo 74 là không có mặc vừa đâu nha. Lên em mã số 2, 150.000, mã 1 đây. Có cái chị nào mua hàng về bán ấy nhỉ? Bữa chốt nhà mình một nồi đầm bít xay nhỉ? Tao thấy cái bọc to đùng mấy ngày nay chưa đi hàng. Yêu Thương Xuân gì mà chốt cái bọc hàng mà mấy ngày nay chưa đi hàng. Là chưa có chuyển khoản đúng không? Hai. Mua về bán mà không nhanh lẹ lên là có mấy triệu bạc mà lề mề như thế thì bán cái gì không biết nữa. Hai đây. Chị Nguyễn Thị Bình. Các chị mua về bán mà mua có mấy triệu bạc mà các chị ngâm em mấy ngày nay còn trả chuyển khoản nữa. Hẹn tới hẹn lui thì các chị bán cái mẹ gì cho được đó. Mua bán là phải nhanh gọn mới lẹ được. Lộc nó có ngay cái từ chỗ mua. Ngay cả bản thân mình vác cái xác đi mua còn lề mề chết con mẹ đi, hỏi bảo sao khách nó mua nó lề mề. Nó còn bom cho nó chết mẹ nó đúng không? Đúng không các chị? Mua là mua phải nhanh con lẹ, nó gặp em mà mua lề mề thì tụi em cũng chán đời đấy. Một con hiệu Zara. Hiệu Zara đây. Hiệu Zara đây, đẹp vào đây. Úi dồi ôi, nó đẹp vào đây. Cái con này là cái dáng của nó mặc động động này. Đó, mặc bơi bơi ấy xinh ha. Còn chị nào muốn nịch đai thì hả?
Con này dành cho các chị eo 78 quay về nhá. Eo 78 quay về ai cũng mặc được. Lên em mã số mấy rồi nhỉ? Số mấy rồi mấy đứa? Giờ lên số 4. Số 4. Số 4 mẹ em. Số 4. Úi dồi ôi, con này bánh bèo lắm, con này đẹp lắm. Đi tiệc cho em. Nhìn này các chị. Cái form này đẹp lắm các chị ơi, cái form này. Cái form này cái thứ nhất là cổ đổ này, mà đổ nhẹ không hở vú này. Cái thứ hai nó bánh bèo dễ thương này, cái thứ ba là đuôi cá dễ thương này. Cái form này khỏi phải bàn rồi, đừng có bàn với em. Chị nào mà eo 70 74 đâu. Đi tiệc cho em nói cái dáng của các chị phê luôn, phê lòi luôn ha. Lên cho em mã số 5, 150 tiền. Một con Vin xịn xò con bò. Con Vin này 250 một con nhá các chị nhá. Cái này vai nó chồm ra đây. Cái vai nó đua ra đây. Ê con kia. Hai con kia ngồi lên làm việc coi. Đi làm việc giống như đi ngơi đi chơi mà trời. Đi làm việc giống đi chơi quá. Ngồi lên tay. Tao cắn chết bây giờ. Ê eo chết nha. Cái này eo chết cho em. Các chị nhìn cái tùng nó xòe nè. Nó đẹp không? Nó dập ly dập ơ không? Đẹp cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Số 4 chị Hoàng Anh Nguyễn đây. 150 tiền miễn ship. Cái này eo nhỏ nha các chị ơi. Không có vớ vẩn được. Chị Diễm Lệ. Chị nào eo 65-70 thuộc về size S thì chốt nha. Chị nào eo 65-70 nhá. Lên cho em mã số 6 nhá. 150 ngàn năm đây. 150 ngàn. Chị Trúc Trang lại kêu em thất tình. Chán rồi chứ. Chả thất tình ấy. Không thất tình mà nằm chồng cẳng lên xong rồi bắt đầu ngủ vật ngủ vờn. Ngủ hâm ấy. Nó đang. Mày đưa cái điện thoại tao chụp hình tao đưa cho mọi người coi. Mày đứa nào nằm không tao chụp hình không coi. Tao gì mà đứng kêu. Tao để điện thoại đây sẵn. Tao đứa nào nằm trong cẳng tao chụp hình. Đứa nào con... Trời em xin lỗi chị trong em me me của chị của em không thiếu. Điện thoại em không thiếu em me của chị. Tao đập mày bây giờ. Me cái đầu mày á, mày me tao đi. Sáu cho chị Bích Mai Fan. Con này cưng quá à. Chị xem không? Em hơi nhiều luôn. Con này eo 6572. Chị nào eo 6572 ấy, con này nó gọi là gì tiểu thư ấy. Tiểu thư ấy. Eo 6572 nhá. Con này em bán 100 ngàn lên mã 100. Bán cho các chị với giá 100 ngàn lên mã 100 ha. Rồi số 6 đây. Rồi tiếp tục cho em. Cái con này đẹp nha, không đùa được nha. Con này dáng Âu đẹp nha. Con này nó là cái chất của con này là các chị nhìn này. Cái vai nó đua ra này. Cái chất nó mềm này. Cái chất gấm mềm này. Xong rồi cái tùng Âu này nhìn này. Cái tùng Âu nó đẹp như vậy này. Đó. Con này dành cho các chị này. Eo 78. Chị nào eo 78 80 nhá. Eo 78 và 80 giùm em. Con này lên em mã số 7. 100 con kia hả? Đây 100 đây. 100 cho chị Nhi. Úi dồi con mẹ Nhi đâu ra đây chúa. Lại xuống ở đây Nhi ở đâu. Đâu trốn trong đây phải chúa. Bảy. Nhi ơi. Bảy cho chị Nguyễn Bảy. Nhi trốn ở đâu vậy Nhi? Sao mà ra kịp thời vậy Nhi ơi? Úi dồi ôi con này nha. Cái con này là một cái con mà lụa. Cái này là các chị nhìn này. Trời ơi nó phê lòi tòi phòi. Mặt nó bơi bơi. Nó mát rượi như thế này. Trời ơi sao nó cưng thế này. Con này eo 90 á các chị ơi. Eo to ấy. Size to ấy. Nhưng mà các chị size nhỏ vẫn mặc được. Vì sao? Vì cái này là phong bơi thì phong rộng. Khi các chị mặc con nịt đai vào về này. Nó sẽ ra cái phong tiểu thư về này. Hiểu không? Tay nó bồng về này hiểu không? Kha nhớ chị quá nè. Trời đất ơi nó đẹp như vậy này hiểu không? 150 ngàn eo 90 quay về ai cũng mặc được nha. Số mấy rồi? Số 8. Số 8. Đợt này khui hàng không có hàng của em ạ. Mấy nay ngày hôm qua chị khui rồi. Ngày hôm qua chị khui toàn Vin không mà. Nó có hàng của em đâu. Có Vin không mà. Chị mà khui hàng mà chị kêu là em ơi xuống đi đầy bao rồi là hiểu là chị lỗ sắp con mặt luôn á. Sắp mặt luôn á. Còn mà chị bảo là Nhi Nhi ơi hàng của em không có là nó có Vin không ạ. À? Rồi con này nha. Chị nào chúc mừng chị nào mà chốt được con này. Vì cái con này không có ai bán 150 nha các chị. Mà còn miễn ship nữa. Con này đẹp lắm. Con này đẹp lắm lắm luôn á. Nó dập ly dập ơ này. Dạ kể đi chị. Miễn chị vui là được rồi. À, nói chung là có chị vẫn nhận cho em. Đừng lo. Cái con này các chị eo 90 quay về nha. Eo 90 quay về cho em mặc. Nó mát nha. Nó đẹp nha. Nó lịch sự ha. Eo 90 quay về 150 ngàn mã số 9. Nói chung là có chị nhặt cho em. Còn không thì cũng buồn cho em là vì không có hàng cho em. Chín cho chị Dung Hồ. Chứ em không... thấy chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh nha chị ơi. Chị chấm bài vừa thôi. Spam ra đảo ở bây giờ chị ơi.
con này cho em một cái con form Âu đẹp như vậy này. Đấy, con này em chưa like tới nó đâu, chứ không phải là giả đâu. Mấy cái này có nhiều, rất là nhiều con em chưa like tới đâu, vì giặt lên sau á các chị. Tại vì cái lô hàng nhà em nhiều lắm, giặt một lần cả bao nhiêu tấn hàng á, bao nhiêu tấn hàng như thế, thì lên tới đâu em bán tới đó. Thì những cái này là người giặt sau thì tụi em lên sau. Dạ, lên sau thì chị em khóc thầm trong tim thôi. Tội nghiệp em tôi vậy. Hôm sau lên chị bù cho. Con đã chị bị nghe vừa không chị? Cái này là giặt lên sau á, tức là khi mà giặt lên sau tụi em gần hết hàng lô rồi thì thôi kệ, bán rẻ lấy lộc ha. Chị Nguyễn Thị Nga em 76 chốt đơn. Được. Chị Nguyễn Thị Nga ok. Rồi con này cho em con form Âu nhá. Các chị nhìn cái con Âu này, em chỉ có buồn một điều cái con Âu này, nếu như nó có, nếu mà nó là một cái áo luôn á. Các chị nhìn lụa này. Nếu mà lụa mà nó cả cái áo như vậy luôn á thì cái con Âu này nó cũng nằm tiền triệu ha các chị ha. Nó là Âu dây xích á. Nhưng mà nó lại không làm cái áo luôn mà nó làm một cái áo thun cô tông xịn. Cái thun cô tông này á, các chị mặc em nó phê gấp nhiều lần so với thun cô tông của Mỹ luôn á, dùi xét ấy. Nó mát rượi à, mát rượi. Con này eo các chị bao nhiêu đây? Eo 80 á, eo 78-80 á. Chị nào eo 78-80 cho em 150.000 mã số 10, mã số 10 cho em nhá. Ê, số 11 hả? Hay 10? 10 vừa chốt rồi. Với số 11. Đặt cả mình đi. Đây, con này cho em hàng hiệu Paris nhé. Đây là một cái con chất tôn. Tôn lành nha các chị. Trời ơi, nó phê, rồi nó phê vậy này. Mát rượi luôn á, hàng hiệu Paris mà. Em đang nhớ chị Trúc Trang á chị ơi. Đợi nãy giờ chị mới vô, em thất tình đâu. Hàng hiệu Paris nha các chị nhá, hàng hiệu Paris đó. Con này dành cho các chị eo 82-84 nhá. Chị nào eo 82-84 chị Harry bảo hình. Mà cái con này nó phê mát, mát rượi nha. Lên cho em mã số 12, 150, 11 đây. Đây là một cái con mà ui dồi ôi, công sở. Một cái con công sở mà nó đẹp như vậy. Các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Eo chết nha, ở đây nó có điểm nhấn nhá cho mình như vậy ha. Đó, cái con này dành cho các chị size to nha. Mấy con này size to nó hiếm mà lâu lâu em có. Em để dành cho các chị đây. 12 cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Eo 85-86. Chị nào eo 84-85-86 nha. Eo 84-85-86 cho em, lên em mã số 13. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em anh lực đây ạ, vào mua mà mua không được kịp. Ôi, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ôi em quánh lực à, ui dồi ôi thế thì. Không nhờ anh lực nhặt được không chị? Nhặt ra đây. Anh lực là đàn ông con trai thì bảo anh lực thì nhặt cho em thì ui dồi ôi thế kiểu gì nhỉ. Em đi ra đây. Đi ra đây 13 cho chị Anh Đức. Đi ra đây chị cho vào đây nhặt thoải mái nhá. Nhặt thoải mái trong đây. Cái con này đẹp nha. Cái con này nó cá tính lắm. Chị nào mà eo 80 quay về nhá. Cái này eo 70-80 là mặc đẹp lắm nha. Cái này bán hữu nghị 100.000. Các chị mặc đi chơi giùm em. Đây là một con, nó gọi là nó cá tính ấy. Nó gọi là một con thể thao ấy. Đi mà đi chơi mặc cái giày ba ba ấy. Chị nào eo 70-80 cho em nhá. Siêu mát. Siêu mát con này luôn. Dạ chắc là. Đấy con này 100.000 thôi. 100.000 lên mã 100 giùm em. 13 đây. Ngọc Ánh, trời ơi, anh Lực làm ở đây cũng lâu rồi mà không ra đây, không ra, không chịu ra đây. Trốn ở đâu thế, không chịu ra đây. Anh Lực làm ở đây cũng lâu lâu rồi mà, em không ra đây. Nhà chị thiếu chị đần đâu. 100. Đẹp chưa, đẹp chưa? Chị 100. 100 là có con này nè. 100 cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Con này thung lạnh cho em. Em ơi, lộn. Thung lạnh. Cái dụ gì, ai lộn cái gì vậy? Lộn giấy á, quý. Mày làm tao giật cả mình mấy đứa này. Mơ hàn tạo bút tim. Một con thung lạnh cho em. Em mê với con này lắm. Thung lạnh nha. Mát, rất là mát. Cái con này rất mát nha các chị. Cái thung lạnh là rất mát. Cái con này cho em. Dạ anh đưa shop chị cho em xem á. Chị nào mà eo 75-78 á. Chị nào eo 75-78 nhá. Chị nào eo 75-78. Đây là con thung lạnh. Chị nào mà chưa biết thung lạnh thì chốt thử con này về để cho biết nha. Nó họa tiết của nó như vậy này, hoàng gia như vậy này. Đó em tặng về các chị cho biết thung lạnh là gì. Có rất là nhiều chị biết rồi và có rất là nhiều chị chưa biết. Chị nào biết rồi thì mê mà nghiện, mà nghiện như thuốc phiện. Còn chị nào chưa biết thì cứ dửng dưng như là không biết gì. Đó cho nên là tặng con này. Eo 78 quay về, lên mã tặng nha. Mã tặng cho em. Ghi vô này em ơi, ghi tặng vô. Cái dòng thung lạnh này nhà em nổi tiếng lắm á, thì chỉ có dòng Nhật mới có thôi. Tặng
cho chị Nguyễn Thị Nga. Ủa Ngọc Ánh ơi, em nhà em ở đâu vậy? Nhà em ở gần trong ở trong nhà chỗ anh được không? Hay là nhà của em ở chỗ nào? Em ở đâu còn lâu mới biết được chứ. Em ở đây. Mày ghi làm sao mà ghi mà nó lấy tiền người ta là mày ăn đòn. Mày muốn ghi cái gì mày ghi? Mày ghi tặng thì mày ghi không đồng thì ghi. Mà mày ghi làm sao mà nhân viên nó cho nó tính tiền người ta là mày ăn đòn. Vậy đó, ông mày rồi đó. Tân Phú chị ơi. Chị ơi, em cũng ở Tân Phú này. Đồ nhoi nhoi ở Tân Phú. Tân Phú kệ mày chứ. Mày ở Tân Phú kệ mày, người ta đang nói ở Tân Phú mà. Mày ở Tân Phú kệ mày. Mình đang ở Định Quán mà. Nhà em ở Tân Phú, đồ nhoi nhoi nhà ở Tân Phú. Đây là một cái con tiểu thư nhá, các chị nhìn này, hoa nhí hoa ơ này. Mặc mát lắm, cái này mặc cái dáng xinh nó dễ thương, chồng yêu nhỉ. Cái con này có sợi dây đút eo cho mình luôn nhá. Chị nào mà 15 cho đến 80 nhá. Em 75 80 lên mã số 1 đi ha. Lại quanh quẩn về số 1 đi chứ bây giờ nó nhớ số đâu. Quên mẹ rồi. Đây là một cái con nó bánh bèo lắm. Chị Phạm Thị Hà. Con này độc lắm. Cái con này độc lắm mà lạ lắm. Một đây. Em cầm ra nó một nồi này. Chị nào mà xỉ tai giống Trúc Phương Nguyễn nha thì mới mặc được cái con mà nó lùm xùm như vậy ha. Nó quá trời quá đất là lùm xùm như vậy. Đó, nhưng mà cái form đẹp nha, không có đùa được cái con này nha, form rất là đẹp. Nhưng mà chỉ có điều là đây là gu của các nàng bánh bèo. Ha, gu các nàng bánh bèo ha. Đó, nó đẹp rồi đó. Chị nào mà eo của các chị là eo nhiêu đây, 74. Chị nào eo 72 74 lên cho em mã số 2 nhá. 150.000 miễn ship luôn. Đây. Con này chị, trời con này mát rưỡi. Chị nào mà eo 70. Chị nào mà eo 70, 74, 75 nhìn con form Âu này đi cho em. Chất mát cực kỳ cho em. Eo 70, 74, 75 nha. Chất rất là mát. Rất là mới nha các chị, rất là mát. Con này 150.000 vai chồm nha. Vai chồm là một cái độc quyền của Nhật ấy. Hàng của Nhật đa số có vai chồm mà. Lên em mã số 3, 150.000. Một con đi tiệc form Âu. Cái này form Âu mà các chị nhìn hoa nó phê không? Chất gấm form Âu nha. Nhìn này. Cái này là chất gấm form Âu ha. Chị nào mà eo từ 70 cho tới eo 78. Chị nào eo 70, 78 là mặc vừa nhá. 100.000 lên mã 100 giùm em. Mã 100 nha. Con này xịn này, chị nào không chốt con này đừng có tiếc này. Ba. Chị Đông Phương Tiêu ơi, đây có một con Âu xịn sò con bò, eo 76 chị ok không? Chứ con này là em nghiện rồi. Em nghiện con này rồi. Ba. Con số 3 là con 150.000 đây. Cho chị Thân Ngọc. Chị Đông Phương Tiêu ơi. Ôi. Mã 100 cho chị Thu Hiền. Chị Thu Hiền cho em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Thu Hiền 100. Chị Đông Phương Tiêu ơi, em mê con này quá đi. Ok. Nhìn thấy không? Có nhìn thấy cái độ đẹp của em không? Có nhìn thấy độ đẹp của em không? Chứ em đẹp lắm nha các chị yêu. Nói chung là em đẹp lắm nha. Đây 150 cho chị Đông Phương Tiêu đây. Mày ráng chốt cho chị đi. Rồi. Em biết của chị rồi, chị Đông Phương Tiêu, em biết của chị rồi. Đây là con tiểu thư eo 6572. Trời ơi, rờ con này em nói sướng cực kỳ luôn á. Cái rờ giống như nhung vậy á. Rờ như nhung vậy á, sướng lắm, rờ bạn bao sướng luôn á. Mà các chị nhìn thấy cái form tiểu thư, cái màu của nó là cái màu nu dễ thương không? Cái màu của nó màu be chứ không phải màu nu à. Cái màu dạng màu be. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chị ơi. Đây. Ơi, dạ. Dạ ơi. Dụ gì? Eo 6572 150.000 lên em mã số 4, mã 4. Mẹ em hôm nào xuống đi. Không được. Hôm nào xuống đi, ở đây bán, ở đây nhà Trúc Phương Nguyễn bán 1 tháng á, đừng có nói bao nhiêu cái đầm này nha. Phải, mẹ chị cũng thích nhưng mà phải tính bằng được. Ký. Bao nhiêu tấn à? Chứ không có tính bằng cái số 4 luôn đây. Tại vì chị Lưu Thị Oan cho em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Tại vì cái này nó dễ mặc lắm. Cái form của Nhật đây này, ngay cả những cái con như thế này 50.000 này mà người ta cũng mua quá trời và thông dụng mặc ở nhà như thế này này, nó rất là dễ thương. Đầm Nhật nó dễ thương lắm, một mẫu một cái rất là dễ thương.
Con này chất gấm xịn nhá. Chị nào mà eo 78-80 thì mặc vừa. Gấm xịn nha các chị, gấm rờ mới rờ nó sướng tay. Mà cái con này còn mới nguyên tem này. Đó, cái con này cái form của nó như vậy ha. Đó, nhìn này. Đó. Chị nào eo 78-80 nhá, mặc nịt đai lên ra như vậy này. Lên cho em mã số 5. Mã số 5 nhá, 150.000. Đóng cửa chặt chặt con đi Phú. Nghe biết tay, biết biết quá. Nhất không chị? Tao biết cả đi thề luôn á. Cái con này là một con form Âu đẹp như vậy này. Hôm nay là xả thôi chứ không có bình thường, nó có giá 150 à. Miễn ship đặt ủi nữa chứ. Chị nào mà eo từ 70 cho tới 76-78 nhá. Chị nào eo 70-78 này. 5 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Án chị. Ừ. À, không, khỏi. 150.000 lên em mã số mà 6. Em ship chân lực. Mã số 6 giùm em nha, mã số 6. Mà em ship chân lực. 5 cho ai đây? Cho chị Nguyễn Thị Ngọc Án. Rồi, chị mà Nguyễn Thị Ngọc Án đây. Để một chỗ đi Mai. Để một chỗ Mai lên lực cho nhanh. Ngắm vú. Một con tiểu thư form Âu. Em một. Thấy chị Thảo Nguyễn nha chị ơi. Nhìn con tiểu thư đây dễ thương không? Các chị nhìn này, trời ơi nó tiểu thư thế này mặc thì sao mà không xinh được các chị. Nó có cái vê lên như thế này, mặc nó cưng lắm. Khi các chị mặc này, nó sẽ cưng, ớ là cưng cái chỗ phần này ha. Xinh lắm. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu đây? Chị nào eo 70-72 thì mặc vừa, eo 74 đừng có chốt nha. Eo 74 là các chị bị chật đấy. Con này 150.000 tiểu thư lên mã 7 cho em nhé. Mã số 7, số 6 chốt trai chốt đi này. 6. Cho chị Kim Hoa Huỳnh. Con này cho em. Cái con này mới tinh à. Chị nào eo 90 nhá. Chị nào eo 90 quay về các chị thì rút vào đây nhá, rút thoải mái. Với eo mình thì thôi, tối đa là eo 90 nhá. Đó. Đó, chị nào eo 90 quay về lên cho em mã số 8. Mã số 8 150.000. Lâu chị không bắt tiền rồi, chị đang thân vân. Úi giời, em bảo vệ cái tài khoản của chị thế mà chị cứ than đấy. Em bảo vệ cái tài khoản của chị ấy. Yên tâm đi, sắp sửa mất tiền rồi. Sắp sửa mất tiền rồi chị ơi. Cái con này là một con công sở hạng VIP và một con đi tiệc hạng VIP. Cái con này để các chị mặc áo khoác vest nha. Con này các chị mặc áo khoác vest vào nha. Nó là một set. Ví dụ như là Em ví dụ như là như vậy này. Mặc một set như vậy này. Nó sang nha. Cái con áo là áo của em đó. Áo để dành nha, đừng lấy nha, đừng đòi nha. Đây, như vậy nó là một set cho em. Trời ơi, nó sang, nó xịn, nó mịn, nó đẹp, nó sướng. Ôi là sướng thề luôn, nó vãi luôn, nó trời xuống. Như một giám đốc luôn nha. Mặc như là một giám đốc luôn. Đó, khoác vào cho em một áo khoác vest ngắn dài tùy ha. 6 chị được nha chị Kim Hoa Huỳnh ơi. Chị nào mà eo 78. Chị nào eo 78 nha. Chị Đông Phương Tiêu này eo 76. Chị mặc rộng một tí. Nhưng mà chị mặc được. Chị muốn bơi thì bơi ha. Còn các chị nào mà eo 78 ấy, đừng 80, eo 80 chật nha. Eo 80 là không có thở đâu. Mặc xong nằm dãy đành đạch đạch ấy. Đây, eo 78 quay về nha. Có 9 không chị? Cái này nó theo luôn á, nó theo hết chân luôn á. 150.000, đây chị. Ủa 9 nào nào? Chắc con chị cầm 88. Số 9 là chị Đông Phương Tiêu này. Chị 9. 8 này. Từ em đang chờ chị Đông Phương Tiêu. 8 này. Em chờ hoài, nhiều người đây, chờ hoài không thấy chị ạ. À, chị Thảo Nguyên gì đây, chị nhận 3 đơn bên em rồi, mặc đẹp mê hồn luôn. Em cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị nhiều. Riêng nếu mà đậm nhật nhà em thì chỉ có các chị mặc vừa sai là đẹp. Chị nhá. Đông Phương Tiêu lên mã 9 là nó đó. Chỉ có vừa sai là đẹp. Cứ okay, mặc vừa là chị đẹp. Đông Phương Tiêu. Còn để mà nói các chị sợ là các chị nghe nhầm sai, cứ mặc không vừa thôi nhá. Chứ còn cứ vừa sai là đẹp ha. Cứ vừa sai là đẹp. Đây là một cái con gấm nha. Và con gấm này là... Trời ơi, cưng quá, như thế này sao mà bán được. Trời ơi, cắt mẹ đi. Em chào chị Bích Đạo nha, tí gì kia em chào em cắt chị. Đây là một con gấm. Tại sao người ta làm form này? Làm cái form này cho các chị mặc rồi nịt đai lên như vậy này các chị ơi. Đây này, cho nó ra cái dáng bét lung này các chị này. Hiểu không? Các chị hiểu ý em giới thiệu không? Đây, đây, mặc rồi nịt đai lên như vậy cho em này các nàng này. Đó, cho nó giống tiểu thư nha. Hiểu không? Đấy, nó là chất gấm xịt sò và cổ đổ nhẹ vậy này. Con này còn nguyên tem chưa qua sử dụng nha, hàng của Nhật. Còn nguyên tem. Con này dành cho các chị eo 78 quay về. Chị nào eo 75, eo 74, 75, 78 nha. Mặc địch đai lên như vậy này. Nó ra cái dáng vậy này. Đấy. Lên cho em mã số 12 nhá. 150.000. Chị Đông Phương Tiêu hôm nay đại hội đen thui. Ừ, ba con đen rồi. Lạy chúa.
con này cho em. Ở đây trắng này. Nhìn này, nó dập ly dập ơ như vậy này, nó dập ly dập ơ đẹp như vậy ha. Đó, đi làm công sở khoác áo khoác vest vào cho em. Mã 12 cho chị Thúy Đặng. Chị Thúy Đặng cho em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ, em sẽ xả đơn trắng với chị nha. Eo 74 7, eo các chị eo 74 75 quay về. Eo 74 75 quay về. Chị em không gọi điện chốt đơn, không nhận số điện thoại địa chỉ trên line nha chị ơi. Chị vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ vào trong đó nha. Eo 74 75 quay về mã 13 nha. Số nhiều. 12. 12 đây. Ở đây có một cái con thun mà siêu phẩm, giống như cái con hồi nãy đầu tiên chị nào chốt được cái nhà, mà con này đẹp hơn nhiều luôn á, đẹp lắm luôn á. Con này đẹp lắm, nói chung là mỗi con một kiểu, mỗi con đẹp một kiểu nhưng mà con nào cũng đẹp. Cái con này này, size to nhá, các chị nhìn này. Cái con này nền của nó màu nâu tây, còn cái con hồi nãy em bán cho chị nào đó là nền màu đen. Nhìn nó mê không? Em nó đau mê luôn á. Cái con này hôm nay là em sale cho các chị với giá có 150.000 nha. Chị nào mà eo 90-100 á, chị nào eo 90-100 á, nó gọi là big size á, mặc con này ha. Eo 90-100 cho em. Hoa rơi hoa ơ đẹp như vậy này, chất thun mát rượi. Lên cho em mã số 14 nhá. 150.000. Đây, một con tiểu thư cho em. Một con tiểu thư cho em nhá. Chất lụa nha các chị nhá, chất lụa này các chị nhìn này, cưng không? Trời ơi, mặc con này lên nó cưng lắm này, tay bồng này. Chị nào mà eo 14. Con này dành cho các chị eo 78 quay về. Chị Liên Lê. Eo 75 78 là mặc đẹp lắm nha các chị. Chị nào eo 75 78 lên em mã số 15. Đây 14 đây, eo 90 100 đây. Big size. Một con mông tagi thun lạnh, nhìn này. Nhìn nha. Thun lạnh á, mông tagi á là cái chất mà xịn sò mát mẻ ấy. À, chị nào mà eo từ 70. Eo từ 70 đến eo 75 lên cho em mã số 16. 150.000. Mười lăm cho chị Vân Trần. 15 đây. Đây là một con maxi. Một con maxi xịn sò đắt tiền nha các chị nhá. Con maxi này đắt tiền lắm đó. Tụi em xả có 150 thôi đó, vì hôm nay hết hàng rồi á. Xả 150 chứ con này đắt tiền lắm chị nhá. 300 mấy một con xỉ đó. Chị nào eo 70 72, chị nào eo 70 72 dùm em một con maxi, mà con này không phải là đi biển không nhá, mà con này đi tiệc luôn nhá, đi dạ hội luôn dùm em nha các chị, đi dự hội luôn ha. Nó đẹp như vậy này đó. Eo 70 72 150.000 lên em mã số 17 nhá. Mã 17 đây, nó đẹp như vậy ha. Tay cánh rơi như vậy này, cái form Âu đẹp như vậy này. Các chị nhìn form ha, nhìn cái form đẹp như vậy ha, dáng dài miên man nhá. Cái tay của nó bao cưng, tay đẹp độc lạ nha. Đó, con này 200 mấy một con đó các chị, em bán cho các chị 150 đấy. Chị nào mà eo 65, 72, 74 mặc được hết nha. Eo từ 65 đến 74. Đó, eo 65, 74 dùm em 150.000 lên mã 18 này. Một con màu đỏ chất lụa xịn nha. Con này mặc dáng suông dùm em. Các chị có muốn nịt đai thì nịt ha, tiểu thư như vậy này. Còn không nịt đai thì thôi, nó có sợi dây cột ở đây ha. Đó. Con này dành cho các chị eo 82 quay về. Ai thích bơi vào thì bơi nhá, vì cái này mặc phong rộng đẹp. Mã 1 cho em nhá, 150.000. Một con Vin chất gấm eo chết. Eo 70 74 nhá. Con Vin này 200 mấy một con nha các chị. Bữa nay chú Phương xả có 150 thôi đấy. Chị nào eo 70-74 cho em nhé. Đẹp như vậy ha. 150.000 lên mã số 2. Mã số 2 giùm em. Các chị ơi, chấm bài hộ em với mấy chị ơi. Một con Vin eo chết nha. Con này xịn xò con bò luôn đó trời. Chị nào eo 78-80 nhé. Hai cho chị Điền Nguyễn Lâm. Chị Điền đây. Nguyễn Lâm cho em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ em sẽ phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Chị nào eo 78 và 80 nhá, 150.000 lên mã số 32 đây. Con này mặc bao sướng này.
Con này rất là sướng cho em. Chị nào eo 74-75, chị nào eo 74-75 nhá, 150.000 lên em mã số 4. Mã 4 giùm em nhá. Mã 4 ba cho chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chị được 2 con đấy chị ơi. Ờ, ba đây. Ủa chị Ngọc Ánh eo 80 à? Không biết. Con này cho em. Con này dễ thương. Em dễ thương. Eo 78-80. Em này dễ thương. Chị nào eo 78-80 nhá, cái này dễ thương. 150.000 mã số 5. Con này còn mới nguyên tem, hàng xịn sò con bò nhá. Các chị nhìn cái ngực của nó này. Mặc lên em đã bao phê cái phần này. Chất của nó này phê không? Chất thung lạnh. Con này dành cho các chị eo 78 và 80. Trời ơi mặc nó phê lắm. Mẹ em á chị. Phê chị lắm. Ồ thế à? Trời ơi phê lắm. Con này 5. Lên cho em mã số 6. 5 cho chị Trúc Hà. Đây. Đây là một cái gì đây? Trời ơi. Đây là một cái con rất là xịn sò con bò. Con này nó có một set nha các chị. Nó có lót ở trong. Mua một được hai nha. Cái con này nó đẹp như vậy này. Trời ơi sao mà nó mê vậy này trời. Đó mua một được hai nhá. Ở trong nó có một cái lót xịn đấy. Về các chị có thể 6 cho chị Bùi Thị Mỹ. Đó, chị, các chị có thể mặc chung với những cái đầm khác đều được đấy. Con này eo của các chị eo từ 70 cho tới 76 nhá. Eo 70-76 cho em. Một con form Âu đẹp như vậy ha. Đó cái phần này các chị có thể mặc đi biển. Đó còn cái phần trong này này. Cái lót này mình có thể mặc với bất cứ đầm nào cũng được. Đây là một set xịn nha. Cái này em bán có 150 là hơi bị rẻ luôn. Lên em mã số 76 đây. 7 cho chị. Và chị kim chị gài này vô em ơi. Chị gài vô về nhà mất mẹ lót ta bây giờ. Trời ơi sao mà con này đẹp dã man vậy trời. Cái màu phê nhỉ. Cái màu phê mặc lên muốn mặc á. Cái màu làm cho người ta muốn mặc á. Nó có sự lôi cuốn á. Giống như có cái gì nó cuốn hút. Em cuốn hút đâu? Mày đọc gì vậy? Đây, con đấy con gì? Con sáu. Sáu bảy đấy. Rồi con Vin, chúc mừng chị nào chốt được con Vin này nhá. Một con đầm Vin xịn sò. Chất của con này như em nói đấy, là cái chất mà người ta gọi là von giấy đấy. Nhưng mà Việt Nam mình cứ gọi là chất thung đấy, không phải đâu. Thung ai mà đem lên làm đầm Vin. Nó là chất von xịn, co giãn, mát mẻ để cho các chị đi làm công sở. Em nói là bao sướng. Chị nào eo 65-70. Chị nào eo 6. Để em kiểm tra lại. Em kiểm tra lại cái eo ấy. Con này mới tinh à. Chị nào eo 67. Eo 65-70 sẽ ép. Nhìn nha. Nhìn mê không. Chị nào eo 65-70 thuộc về size S thì chốt. Eo 72 nghỉ chốt nha. Lên mã số 8 cho em nhá. 150.000. Một em hàng hiệu Yara Kutra. Đây. Nó đẹp như vậy này các chị. Form tùng xòe Âu đẹp như vậy này. Đó mặc lên là cái vú hơi đẹp nha. Cái này để các chị mặc áo cúc ngực này. Hoặc là áo ống này. Hoặc là áo vây này. Để cho nó tôn cái vòng ngực ở đây lên nhá. Làm ơn đừng có lấy cái kim đính mẹ nó vào đây. Nó rúng vào mẹ cái ngực ở đây này xấu quá. Tám cho chị Thủy Đăng. Như vậy là không phải kiểu nha các chị nha. Không phải cái kiểu người ta thiết kế đâu nha. Làm ơn mặc áo dây hoặc là áo ống cho em. Để cho cái vòng ngực mình nó đẹp. Nó tròn hiểu không? Hiểu chưa? Chị nào không được về lấy cái kim này nhíp con mẹ vào. Nhìn những cái nùi rẻ trước ngực. Cái ui dồi ôi đẹp ở đâu biết. Con này hàng hiệu Yara eo 74 quay về. Eo 74 quay về lên em mã số 9 nha. Mã số 9 cho em. Chị nói chuyện cưng ghê nghe bốn đừng. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Một thổi thử xả đơn ra một cái coi. Ui dồi ôi xù đầu xù lông nhím lên là hết lực luôn. Hết bốn đừng luôn. Các chị ở đây là chỉ muốn nghe mấy cái lúc đấy thôi không các chị. Chỉ muốn nghe mấy lúc mà Trúc chị... Phương mà nó xù lông nhím lên. Chị cho chị Vũ Bích Thường. À cái này hư mẹ rồi. Cái đầu nó bị hư rồi, cái này không dài được cái đầu nha. Cái đầu về tự thiết kế nha. Tại vì cái dây này nó còn. Mà một cái đầu nó bị hư rồi. Về tự xử đây nha. Còn không là em chụp đi đắt. Cái con này cho em chất lụa nha. Eo con này eo 78-80 á. Cái này em eo 78-80 em bán con đầm thôi chứ cái dây nó có ở đấy thì về cái chị xài được thì xài được thì thôi nha. Nhưng mà cái dây còn xịn lắm. Nó không có cái mặt thôi ha. Con này nói chung là nó mới, nó không có cái gì sơ nó mới tinh à. Nhưng mà hôm nay xả thôi á các chị ơi, mới tinh. Cái gì mà ăn được chửi em chết gì vậy? Chị nào eo 78-80 nhìn này, phê không? Chị nào eo 78-80 150.000 mã 10. À, Ngọc Ánh hôm nào ra đây chơi này em này, ra đây mà nhặt lựa hàng này.
nhà chị đầy hàng này, ưu tiên cho gia đình của các nhân viên mà. Còn bình thường người ngoài thì không nhận đâu, không có cho tới nhà đâu, vì nhà không có bán lẻ, cả mấy năm nay rồi không có bán lẻ đâu. Ưu tiên cho gia đình của các nhân viên thôi. 10 cho chị lấp đường. 10 đây. Cái con này tiểu thư nha, màu này hơi yêu nha, hơi bị yêu. Cái này đi tiệc cho em nha, đi vào nhà hàng lớn ăn giùm em nha. Úi giời ơi. Màu này yêu không? Xinh nha, xinh nha. Đó gì đó. Mình bán buôn mình nói thật các chị ơi. Nói thật con mẹ ra cho dễ xử ha. Chị nào eo từ 70 cho tới 75. Chị nào eo 70 75 á. Eo 70 75 cho em. Em nghe ông kể chị vui tính dễ thương. Lên cho em mã số 12. Lên em mã số 12. Tại vì nhiều khi ở trên live suốt ngày không có thời gian để tiếp xúc với nhân viên đông nhiều ấy. 11 cho chị Vân Trần. Ê 17? 11. 11 thì chị sốt rồi mà. Em mới chốt tới 10 thôi mà. Ê Vũ, Vũ cái con ngày hai ngay chân em con mãi bao nhiêu? Không không con ngay chân. Con trong hãng á. Ngay chân mày đe. Mày à mày tao kêu ngay chân rồi mày còn có phải mày có phải kêu đến mức độ trong hãng không con quỷ kia? Thế nó mới thấy được. Vậy là con này chị đọc 12 à? Ấy thì chị đọc 12 mẹ đấy, chị bỏ 11 rồi. Tao bỏ mấy con số 11 được chưa? Mày chốt 12 đi được chưa? Chị Bạch Trần này không có mã 11 nha chị ơi. 12 cho chị Thanh Yên. Em bị nhầm, em bị nhảy cốc một số. Cái con này người ta bảo người ta gọi là em mày không biết tế nhị là gì con này đấy. Em con này mày không biết tế nhị là cái gì hết trời. Nó để ở chỗ này này. Nó để cái đập ngay chỗ này này. Thì tao bảo là ở phố mày đưa cái con đập mấy chân chị mày cho chị xem số mấy. Con quỷ nó ngồi trong kẹt nó kêu mày cái đập trong hãng mày á. Số này chị cũng tế nhị lắm. Các chị thấy không? Khổ thế chứ thề nó khổ. Em nhéo cái đóng nắp của chị lên cơ bây giờ. Thề luôn đấy, tao không biết làm sao luôn đấy cái con này. Tao chết luôn đấy. Đây là một biết con gì đây? Cười nữa rồi. Em phải nó mê mấy cái dáng này thế nhỉ? Bán hàng phải thẳng tính như thế mới thật. Nhưng mà có người nhiều người bảo đấy, mẹ thật quá, thô thiển đấy. Nó thật quá, nó thô. Nhưng mà thô nó mới thật nha. Còn nó, cái lời nào mà người ta gọi là lời hay ý đẹp ấy, mẹ toàn là hãm không à, toàn là họ kiểu như là ở mới quay bên này. Ừ em ơi thế này, em ơi thế kia. Thảo Mai á, cái chị đi Thảo Mai em ghét lắm. Em rồi em ghét cực kỳ cái tụi Thảo Mai. Vâng, Vân là chú tề Thảo Mai. Mà em mới bên này nó nói mình ngon rớt rớt rớt. Qua kia nó xấu mình. Nó có quỷ như thế nọ thế kia. Mà em nó bực bội. Gì đó. Cái kiểu Thảo Mai đấy em ghét lắm. Không nói nhỏ mày. Mấy con này 100%. Mai chị em cho em cái cây bự bự. Tí em gọi mới gọi thì tụi nó mới dậy được. Rồi có mấy cái 100 nha. Có mấy cái 100 em xả 100 này. Mấy cái này 100 nha. Em ơi chỉnh giá 100 đi. Cái con này eo 65-74. Chị nào eo 65-74 chốt nha 100 ngàn. Lên mã 1 cho em nhé. Mã số 1 eo 65-74 nhé. Cái này bán cho vui nhé các chị nhé. Cái chung bán 100 ngàn mà ăn uống gì đâu. Cái này không ăn gì thôi đấy. Eo 65-74 100 ngàn mã 1. Mã 1 nha. Cái con này cho em eo bao nhiêu? Eo từ 70 cho tới 76. Lên cho em mã số 2. Cho chị trà hoa nữ. Mã số 2 100 ngàn. Cái này là bán lấy lộc nha. Bán ít con lấy lộc nào. Chị nào eo 65 size S chốt đi 100 ngàn nhanh còn kịp cũng thế. Chị Thời Trang số 3. Quảng Châu. Chị Thời Trang Quảng Châu số 2 đây. Một con ren mùng mền. Úi dồi ôi mặc cái này đi rồi ren mùng mền rồi đẻ nhiều. Đừng có kêu em nha. Đừng có kêu em đó. Rồi lại Trúc Phương ơi 9 tháng sau em ơi có áo bầu không. Úi dồi ôi mệt lắm. Cái này ren mùng mền 100 ngàn. Cái này là các chị mặc cứ từ eo 76-78 quay về ấy, nha. Lên em mã số 4. Ai cũng mặc được, eo 78 quay về ai cũng mặc được. 3 cho chị Bảo Ngọc. Thằng mấy chị cứ coi lại vậy. Em đánh mấy chị à? Thì nó nghe mấy mày tao mặc đầm dài, mấy mày tao mặc đầm ngắn thế nó thoáng thoáng mày mấy người. Thoáng hả? Ừ thế nó hơi thoáng. Để em này mày sấy em sấy cho. Đập rồi bây giờ. Con này cho em, con hoa cho em này. Tại mấy nay toàn mặc đầm dài hiểu nó quen luôn rồi hiểu không? Sao tự nhiên bữa nay mình mặc đầm ngắn thấy nó ủi ủi sao nó xót hát. Quên tưởng đâu quên mặc quần nó chết mẹ. Cái con này cho em hoa nha. Eo chết nha. Cái này eo chết. Eo chết mặc lên đẹp lắm nhưng mà miễn phải đúng size nhá. Nhìn này. Chị nào mà đúng size á mặc lên nó như vậy này. Nhìn này. Mặc lên nó đẹp này. Nhìn này. Đó. Còn nếu mà không đúng size á thì mặc nó sẽ bị rộng hoặc chật ha.
Cái con này dành cho các chị eo 76 nhá. Eo 75, 76 lên cho em mã số 5. 100 ngàn. Em là dân gia kiểm ở gần chị đó, ở đất mẹ núi cuối. Ôi xa lắm, núi cuối xa lắm. Cái núi đứng đây mà còn xa nữa mà núi cuối thì xa lắm. Cái núi đứng đây là còn gần còn xa nữa mà. Còn cái núi cuối nó xa lắm. Gia kiệm tới đây 60 cây này, đúng không? Mấy chục cây, không mấy chục cây xa. Ngồi ô tô nửa tiếng. Chúc Phương bao nhiêu ký? Dạ, 1,5 tạ chia đôi. Mày, bà Hường Thị Lương. Có mẹ Hường Thị Lương. Bà có biết là cái câu hỏi đấy là cái câu hỏi nó ám ảnh cả cuộc đời thôi không? 1,5 tạ chia đôi mấy chị. Bà, cái đến nỗi mẹ em sợ cái cân, mày muốn đọc cái cân không? Đừng nói em bao nhiêu ký. Em rất là sợ và đừng mang cái cân đến trước mặt của em. Cân bị liệt kim rồi mấy chị em ơi. Em trèo lên cân mà em có chị có tin không? Em trèo lên cân một cái em xem cân bao nhiêu ký. Mà em kim đồng hồ nhảy tới số 70. Nhìn lại người coi sao. Đâu có đeo cái gì trên người nhiều chữ người ta. Nhìn lại cái cân xem. Ờ nó hư sao? Ủa nó hư cân sao ta? Không, nó bị liệt kim rồi. Xong rồi nhảy lên cân lần thứ hai. Nhìn xuống kim 70. Ủa không lẽ mấy đứa này nó cân đồ của nó làm hư cân mình sao ta? Năm. Xong mình nhìn trên người xem mình có đeo cái giỏ cái gì trên người không. Có nhiều khi em đeo giỏ trên người á nó nặng ấy, mấy cái điện thoại nhiều khi mà nhiều mười mấy cái điện thoại chẳng hạn. Năm đây, trăm ngàn nhá, trăm ngàn nhá Vân. Vâng. Còn 500 ngàn. Đến chưa? Một hồi nhảy lên lần thứ ba. Ủa sao chưa có xong mấy chị lên 6 gì vậy? Vẫn là 70 ký. Thôi nghĩ mẹ cân đi, dẹp con mẹ cân vào trong đó đi. Biết rồi tôi hiểu chuyện rồi, tôi biết là tôi 70 ký rồi, không có cân hư gì hết trơn á. Tôi 70 ký được chưa? Hai lòng chưa? Lên 2 lần liệt kim luôn mấy chị. Vừa cái nư mấy mẹ chưa? Hỏi ký hoài bực của mình. Tháng mua 3 cân. Đây con này cho em eo chết nhá, chất von mềm rũ rượi. Chị ơi gần đá ba chồng chị ơi sát. Đó chất von mềm nhá, chất von mềm eo chết nhá. Eo của con này là eo 70 và 72. Đừng có eo 74 dùm em nhá. Không phải, để mình xem eo để mình mặc size to. Size to thì em đọc size to. Chị chốt chị xem em làm mẹ gì. Chị xem em làm mẹ gì. Chị size to thì nghe size to mà chốt. Chị nhìn em trên màn hình không thấy em to đâu. Ha. À, chị phải biết là chị eo bao nhiêu, eo 90 hay 100, ở trên đây đọc eo 90 100 là ngay chóc của mình ha. À, còn chị nhìn em làm cái gì? Em có mặc vào em bán đâu. Đúng không? Chị nào eo 70 72 lên em mã số 7 nha, mã 7 100.000. 100.000 bột đẹp nha, xịn nha. Chị nào chúc mừng chị nào chốt được con này. Tại có cái duyên dáng trên người nên mới nặng như vậy đó chị chúc chị. Cái bà cha chúc trang thề ngày nào báo vô bà cà khịa tao. Mày chặn Facebook đi dùng tao. Mày khổ. Ngày nào bà cũng vô bà vậy đó. Em nhéo chị cái động cơ của chị bây giờ. Chị nào eo 74 nhá. Eo 74, 75 á. Chị nào eo 74, 75 cho em 100 ngàn là số 8. Bạn số 8. Ê không có 6 nha. Có 7 nha. 78 nha. Tao đang tỉnh nha. Tao đang bị tỉnh nha. Tao vừa bỏ số 7, số 8 nha. Đang tỉnh nha. Thôi 7 của chị Nguyễn Kiều. Đây, 7 luôn đây. À, ngày thì bà vô bà kêu à, chào chị hoa hồng có gai. Mẹ nó hoa hồng đâu có gai đâu, mặc cái đầm hoa hồng chả có cái gai nào. Chị Trần Hiền. Ngày thì bà hỏi à, cái cơ của mình là tính cả cái nọng nách luôn đúng không? Mẹ cái gì còn ở trên đây là gọi cái cơ. Còn cái nọng nách thì nó ở chỗ nào đấy, miễn là trên đây là gọi cái cơ. Sao 8 lên giấy 7 đâu? Chán luôn. 8 lên giấy thì 7 giấy đâu? Mày kiểu luôn đó. Ý là mày cho nó 2 tờ đấy. Thôi lấy tờ cũng. Con này cho em nhé. Con này lụa đẹp này, eo 74 này. Chị nào eo 74 này. Cái gì á? Eo 74, 75 mặc đẹp này. Cái con này mềm nha các chị. Không đùa được. Con này mềm mới nha các chị. Mềm mới nha. Con này 100 ngàn thôi. 70 cây mới xinh thế. Mình cười điêu vậy. Phái. Chả xinh. Trời ơi 70 ký mà chả xinh. Út nu út nần này chả xinh đúng không? Con này nha. Eo 74, 75. Không đùa nó xả hàng nhanh thì mấy mẹ cứ chọc em đùa hoài. Còn nhiều hàng đây con đang còn khóc ngoe ngoe cái đòi bú kìa. Không bán hàng nhanh mai nó không có sữa bú thì nó khóc rồi kìa khổ. Con này cho em eo 74, 75 nha. Lên mã số 10. Mã số 10. Con này cho em form Âu này, dáng Âu này. Cái con mẹ tao bỏ số 9 à? Đúng vậy. Tao thích bỏ số 9 được không? Cây xào của tao thích bỏ được không? Ok chị non, mời cho chị thời trang bật cho. Không phải đâu, tôi quên số, mù số. Đây,
con này cho em nhá, chị nào mà eo 70 sorry các chị nha, em bị mù số, nó chốt người ta chốt hết rồi, không còn cái nào trên đây, bây giờ nó trống quá không thấy đường. Em phì nhiêu đẹp mà. Em không thích chữ phì nhiêu nha, em không thích chữ phì nhiêu. Em phải nói là em uống nù hay là mũm mĩm hay là mập, đừng có nói mập, không thích mập luôn nha, không thích béo luôn, hai từ đấy. Những người mà từ 70 kg đổ lên người ta không thích những cái từ sau đây, em xin thông báo. Và các chị có đi đâu gặp những người mà 70 kg như em là hãy tránh những cái từ sau đây. Cái thứ nhất là mập, cái thứ hai là béo, cái thứ ba nữa là cái gì nhỉ? Phì nhiêu nhá, tránh luôn ra dùm em ha. Phải nói là dễ thương, tròn trịa, mũm ma, mũm mĩm, ún ún nẩn. Ok. Mệt. Chị nào eo 70, 72? 11. Xinh không? Xinh nhở? Con này xinh nhở, 100 ngàn nhá. 11 trai đây. 11 chị mưa nắng. Chị mưa nắng vừa không? Eo 72 vừa không? Nhét vừa không đây? Tròn chỉnh. Nhét vừa không đấy chị ơi? Chị nhét không vừa? Chị mưa nắng ơi, chị vừa chị lên ok dùm em nha. Eo 65, 70 size S. Chị nào size S nhá. Cái con này hoa nhí màu hơi buồn. Cái hoa này nó hơi buồn okay, nha các chị. Chị mưa nắng. Cái hoa này hơi buồn, em nói hơi buồn rồi đấy. Hơi buồn là em nói theo cái tiếng mà gọi là tiếng cổ điển đấy, tiếng mà gọi là tiếng lịch sự văn minh văn hóa đấy. Còn để mà như tụi em tiếng dân gian nói thuật tuyệt mẹ là màu tối đấy. Đấy, màu tối đấy các chị ạ. Ưng thì tốt nhá. Nói chung là màu nó buồn buồn vậy đấy. Eo 65, 70 lên em mã số 1 nha. Em quay về số 1 rồi đấy nha. Rồi con này cho em form đục dễ thương. Đục nịch được không chị? Chị chúc chị. Nói chung là cứ miễn sao tránh mấy cái từ em đọc ra được ha. Rồi con này em con tuyển cho chị con khoác vest đen nhé. Unu hiền muội. Chị Đông Phương Tiêu. Rồi Unu hiền muội. Chị ơi chị hiền muội là được rồi. Chị làm ơn chị cắt cái từ Unu giùm em được không? Unu hiền muội nó lại chú. À, khoác vest thì em không hứa trước. Tại vì là lâu lâu mới có. Có em chuyển cho. Có là em chuyển cho nhá. Cứ mình cứ like và có là chuyển ngay. Chị nào? Cho chị Mai Hương, chị Mai Hương cho em xin ngay số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. Cái con này số 2 nhá, eo 65 đến 70, 72. Mã số 2, 100 ngàn. Em Hương, mũm ba, mũm mím, út nè, út đục. Tôi khổ lắm rồi. Tròn tròn, dễ thương. Cái con này á, để các chị mặc áo khoác vest để đi làm công sở nha. Cái con này này, hoặc là các chị sẽ mặc áo, yếm, mặc thêm áo vào ấy. Mặc thêm áo vào đây này cho nó cái nách này nó sâu này ha. Hoặc là các chị mặc áo ngang ấy, áo ống ấy nhá. Đấy em giới thiệu rồi đấy, về cũng bảo em ơi có nhiều người mua về đến hồi không nghe giới thiệu không nghe bảo rồi đến hồi về bảo em ơi cái nách về sao mặc hầm không hay dư, có muốn ăn đòn không hay dư. Lúc người ta giới thiệu thì không nghe, không chịu nghe, nhưng mà đến lúc về nhà thì em ơi sao mặc. Ở mặc như vậy đó các chị, cái con này này là các chị mặc với áo ngang cho em hoặc là mix thêm áo cho em. Chị Lý Huỳnh kêu tìm mãi cái từ để khen mà khó nha. Nói chung khó lắm. Mấy cái từ đấy dành cho mấy người 70 kg như em là khó lắm. Đừng tìm, đừng có tìm cho nó mệt. Eo 90 nhá, cái con này eo 90 đấy, xinh lắm. 100 ngàn nhá, eo 90 này. Không đẹp không lấy tiền nha. Áo đang mặc lên mã số mấy chị ơi. Giờ mà em cởi cái áo ra là em không còn cái gì trên người. Lên mã số 3 nhá, 100 ngàn. Đây là một cái con lụa nha. Một con lụa này. Chị đào eo 74 nhá. Eo 74 thì 100 ngàn. Cái chất lụa nó như vậy ha các chị ha, lụa Nhật nó như vậy này. Đó, mid sit đẹp như vậy này ha. 100 ngàn mã số 4 nha. 3 à, cho chị Thanh Yên. Cái con này cho em. 3 là con này. Các chị nhìn này, cái con này này. Chị nào mà eo 78 ấy. Chị nào eo 78 và 80 ấy. Quay trở về nhá. Quay trở về rút cái dây vào như vậy cho em. Như vậy á là các chị đang là ở eo 74, 75 ấy. Hả? Căng cái dây ra tới eo 78, 80 đấy nhá. Chất gấm mềm, mã số 5 dùm em nhé, 100 tiền. Con này chất xô mềm mịn mát nha, mặc rất là mát, mặc thường xuyên dùm em, rất là mát nha. Con này, các chị eo 75, 76, chị nào eo 75, 76 thì 100 ngàn, lên cho em mã số 6. Lên cho chị Trúc Hà. Chị Trúc Hà số 5. Cái con này là thun lạnh, form Âu thun lạnh, các chị nhìn này, cái tùng quá phê. Cái chất này mặc bao phê. Chị nào mà eo từ 65 đến 72 nhá thì mặc cái con nâu tây này, trắng da vãi này, nhìn này. Trắng da chưa? Trời ơi. Da trắng quá. Áo em trắng quá nhận không ra. Ý, da em trắng quá nhận không ra chứ áo em màu nâu. Áo là màu nâu nhá. Da em trắng quá nhận không ra. Mẹ nó cái áo em màu nâu mà kêu áo em trắng quá mẹ mù màu ấy. Mù màu sao? Sao? Số 7.
thứ sáu đây. Sáu chứ chị Thủy đang. Mẹ mặc áo nâu mà kêu áo em trắng quá, gặp thằng nào đi cua gái. Áo em trắng quá nhận không ra, mẹ nó mặc áo màu nâu mà kêu áo em trắng quá. Tao vã tao chết. Mày buồn hồ cái sao? Con này nha, con này mặc ra mát này. Con này chuẩn hiệu của Hawaii nhá. Hawaii. Các chị eo 72 quay về là mặc vừa ha. Chuẩn. Vậy cho chị Liên Huân. Cái này chuẩn của Hawaii nhá. Các chị Hawaii là một trong những cái dòng mà nổi tiếng về dòng maxi đi biển đi bơi này kia đấy nhá. Đấy, quần quần cây dừa ấy, hiểu không? Rồi quần cây dừa, đầm cây dừa. Bông bụt tới nó đấy. Mã số 8 nhá, 100.000. 7 đấy. Đấy chị nào chốt được con 7 vậy? Chị Liên Huân. Chị Liên Huân ơi về này, áo em trắng quá nhận không ra. Nhỡ may không nói con đó nói câu khác thì sao? Ví dụ như mặt em trắng cắt nhìn như ma thì sao? Mày bảo nó chết cụ nó đi. Rồi con này cho em nha. Con này xinh quá à? Em. Xinh, con này xinh, xinh ơi xinh. Cái con này dành cho các chị eo 70 và 75, 76 á. Eo 70, 75, 76 lên cho em mã số 9 nhá. 100 ngàn, 8 đây. 8 cho chị Kim Hoa Vân. Hóa quay. Hawaii đấy. Hawaii là một trong những cái dòng mà cứ áo cây dừa, quần cây dừa, rồi bông dâm bụt nó đó. Đấy, mã số 6 của chị Thủy Đăng nè. Cái này nó lạ lắm. Cái 9 bé ơi. 9 cho chị Thanh Yên. Số 9 đây. Cái con này này chị nào mà size to này em chúc mừng này, con này chị các chị size to mặc đẹp lắm. Cái chất von của nó mềm lắm nha. Cái chất von rất là mềm. Cái này nhà em giặt ủi sạch sẽ trắng tinh như thế này rồi. Cái lót ở trong có chị nhìn này nó trắng sạch sẽ như thế này rồi. Mát rượi à. Cái von ở ngoài nó cũng mềm như vậy này. Đó, ở trên cái cổ này nó có họa tiết như vậy này. Ở dưới nó cũng thêu như vậy này nhá. Đó. Chị nào eo 90 thì chốt nhá. Eo 90, 92, 94, 95 thì đã chốt được nha. Đó. Nói chung là từ eo 90 cho đến eo 95 là mặc được ha. Cái con này cho em nhé. Lên cho em mã số 10. Số 10, 100 ngàn. Montagi. Thun Montagi là một cái chất thun mà nó thun ơi là thun. Nó thun, nó giãn mà nó mát, mà nó mát, nó mịn, nó đã lắm. Nó đã lắm nha các chị nha. Con này đắt tiền ha. Em xả cho các chị 100 ngàn ha. Cầm lên nó rũ nặng rồi này. Con này dành cho các chị. Chị Nguyễn 7. Eo 7. Eo 72, 74, 75 lên cho em mã số 11, 100 ngàn, 10 đây. Đây là một cái con gì đây? Con này chút xí tính, con này 150 tí tính. Con này 150 tí tính. Con này 100 ngàn. Đây là một. Trời ơi các chị ơi, con này mặc cái form nó phê lòi tài còi. Còn nguyên tem, đừng có hỏi em ơi mới không. Có nhiều chị em ơi, đây này chốt được con còn tem rồi này. Xong xuống like hỏi. Em ơi, con chị chốt nó còn mới không em? Thề luôn, nó nghe nó kiểu như nó nghe nó xúc phạm mình ghê luôn, nó tự ái ghê luôn. Chị tuyết gãn xin con trăm rưỡi, tự ái luôn á, nghe tự ái luôn chị. Mẹ mà chọn những cái con mạng thì mạng mạnh đấy chứ, mạng thì mạnh, còn hơn là kiểu như là mạnh giống như kiểu sóng thần đấy. Chốt thì chọn những con có tem mới chốt, mà chốt còn có tem rồi còn hỏi xuống like hỏi em ơi cái con chị chốt nó còn mới không? Dạ chị ơi, nó cũ lắm em, xả con mẹ nó rồi. Nó bực cả mình. Chị đã tính em nó vậy đó, đừng có làm mà bực bội quê. Nhè quê đúng không chị? Người ta vừa giới thiệu tem mạc đầy đủ nó còn mới này. Ừ vậy đó. Xuống ai hỏi gì đó. Con này cho em nha. Eo chị đào mà từ 70 cho tới 74 ấy. Mặc đẹp lắm, 100 ngàn nhá. Lên em mã số 12 dụ gì? Dụ gì? Cái con này 150. Con 150. Tí xíu em la tới, tí xíu em la tới. Cái con này lụa nhá. Cái con này là các chị là cứ từ đây, cái tay của nó bông bông rồi. Đó, rút cái sợi dây vào như vậy này. Đó, con này này. Đó, cứ từ eo 80 cho tới eo 90 mặc được hết. Nói chung là cái dây cổ nó dễ. Con này 150 nha nàng. 150 nha nàng ơi. 150, 150, 150, 150. 12 cho chị Phạm Thủy. 12 là con này. Con lấy 150 cho ai cho đi. Ghi giá vô đàng hoàng tử tế vô, 150. Vâng, đây tìm lại. Rồi, con này là con còn tem này của ai đây? 12 đây. Đó, mai đừng hỏi em ơi còn mới không, cắn luôn đó. Rồi, đây là có một cái con khoác. Một cái con khoác mà bao nhiêu người mê. Cái con khoác này 150, nó gọi là khoác VIP, hàng hiệu Zara quốc gia đấy. Đây này, nó Zara này, hàng hiệu Zara nha. Và cái chất con này rờ sướng luôn. Tay này, cái tay nó nụ nụ này. Nói chung là xinh. Khoác free size, ai cũng khoác được cái trơn á. Cái là khoác đi biển này, đi chơi này, nhất là đi ra biển đấy. Nó nắng này, mình che người, che thân. Nói chung là nó rất là tây, ha, nó tây. Đó, chị nào lấy khoác, lên khoác 150, đi biển cho em. Đó, quý sở tộc chưa? Mà không kể cả đi biển nhá,
khi mà các chị mà đi chơi đi tắm á, các chị không có mang đồ theo á, các chị khoác, các chị vào nhà các chị mặc đồ nó cũng tiện nữa chứ, đúng không? Nó thông dụng lắm nhá, thông dụng. Rồi chị nào lấy khoác, khoác cho chị đẹp thị. Đây khoác đây, ở đây có một cái con cái 150 nha em ơi. Cái nào 150 chị ơi, cái nào to sái cỡ 100.000 cho mẹ sái tất tả luôn. Cái con này cho em, con này không phê không lấy tiền ha, con này hôm nay em xả cho các chị 100.000 về các chị mặc nó sướng này. Cái con này eo 80 quay về cho em, dáng của nó form rộng nhá, mặc rộng rộng bơi bơi vậy này. Mấy cái dáng này, mấy cái dáng mà gọi là xì tin nó, các chị mặc nó bơi bơi vậy này. Đó, ở ngoài nó màu xanh đẹp lắm nhá, xanh ngọc vậy này. 14 có không? Lên em mã số 14 là con mô. Biết, vậy thôi, chị lên đi. Bây giờ đang quay về số 1 mà. Số 1 cho em nhá, số 1 cho em này. Số 1 eo 80 này. Số 1 eo 80. Rồi, để em kiểm tra xem. Đây cho chị Trúc Hà. Chị Trúc Hà 100.000 này. Em coi còn con nào 100.000 lên nốt rồi em lên 150 nha. Rồi bây giờ 150 nha. 150. Chị lên 10.5 nha. Ừ, rồi lấy ở chỗ này đi nghỉ. Nghỉ để chị quay mấy cái video cho nó xong đi. Con này cho em nhá, chị nào eo 80 quay về. Đây là một cái con mà em nói nó đẹp cực kỳ như vậy này. Đó, họa tiết vậy đó, nó có sợi dây cột như vậy cho các chị luôn là sau này. Đấy, khi các chị mặc vô này, nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Nó rất là xinh như vậy ha. Đó, chị nào eo 80 quay về cho em nhá, 150.000. Nó họa tiết hoàng gia vậy ha. Lên em mã số 2. Hai cho chị Vân Trần. Chị Vân Trần số 2 đây. 150 tiền đây. Đây là một con thun lạnh vip nha các chị, không phải thun lạnh bình thường. Các chị nhìn cái form đó này. Cái form nó rất là yêu nhá. Đây, cái chỗ này này, để các chị mặc vô ấy nó sẽ căng ra vậy này. Đó, khi mình mặc vô là nó căng ra như vậy là nó sẽ che cho mình cái phần bụng mình đi này. Đó, và cái tung âu của nó này nó rất là dễ thương nhá. Rất là dễ thương. Chị nào mà eo 78 quay về nhá. Eo 76 78 lên cho em mã số 3 150.000. Đây là một con đen. Một con đen. Trời ơi nó vip lắm luôn đó các chị ơi, mặc bao sướng nha. Cái con đen này. Các chị nhìn cái cổ của nó này, cái cổ của nó này. Ba cho chị Nguyễn Thị Tuyết Lan. Rất là ít cái con mà nó khoét cái cổ này ha. Đó. Chị nào form xẻ âu nha. Cái con này dành cho các chị eo 78. Chị nào eo 78. Chị nào eo 78 mặc rất đẹp cho em. Lên em mã số 4. Ba đây. Tại vì nó là eo chết, cho nên eo đúng eo thì mặc đẹp lắm nha. Rồi 150.000 đi tiệc cho em. Các chị nhìn này, đây là một con đầm tiệc. Người ta bán 400-500.000 một con ha. Em bán 150 được không? Mà em bán hàng của Nhật được không? Chất đắp ta xịn của Nhật nha. Nó mới từ trong ra ngoài như vậy này. Nó mới như vậy đó. Mới là 150 nha. Chị nào eo 74-75 đâu. Chị nào eo 74-75, một con tắp ta đi tiệc. Lên em mã số 5. 150.000. Một con đỏ, hàng xịn nha, đi tiệc cho em. Cái con này hàng hiệu xịn sò này, đi tiệc này. Một con đỏ cam như thế này ha. Đó, ở đây nó có hiệu ABC này. Đó, file nó trồm ra đây nha. File trồm. Chị Thủy Võ. Chất cực kỳ mát luôn. Chị nào eo 74 quay về, eo 72-74 lên em mã số 6. Bao nhiêu nhiêu? 5 đây. Một cái con đi tiệc. Cái này nó bí này, rất là cưng ha. Chị nào eo 70-72, cái con này mặc và nịt một sợi đai ở đây cho em, rất là dễ thương và trắng da nhá. Cái con này tới 200 mấy một con, giá gì đó các chị. Bữa nay em xả có 150 thôi đó. Nhìn này, nó trắng da thích lắm. Con này mặc bao xinh, 150.000 nhá. Con đầm bao xinh lên cho em mã số 7. Đây, một con yếm. Chị nào hồi nãy hỏi yếm nhỉ? Chị có... Nguyễn Trang áo đen. Ôi con yếm này đẹp quá, yếm phong âu chị ạ. Con yếm này không phê không lấy tiền chị ạ. Con yếm phong âu ấy chị. Cái con này mà mặc mix với lại áo giống như mấy áo em mặc cái chị áo vin này. Áo vin đây, em mặc mấy cái yếm này. Con này em mê lắm này, em vừa này. Cái này em có 74 rồi trời. Em 72-74 rồi trời. Chết rồi chị vừa không? Chị Trang ơi chị có vừa không? Em 72-74 chị có vừa không? Chị Trang áo đen ơi. Chết rồi, con này đẹp quá luôn đấy, trời ơi, con Âu. Yếm form Âu nó mới tinh như vậy này, mà không vừa thì làm sao. Rồi con này cho em. Cái dáng Âu đẹp như vậy ha.
cái dáng âu đẹp như vậy này, chất cực kỳ mát luôn. Chị nào mà eo 78 và 80 á, chị nào eo 78 80 giùm em 150.000 lên mã số 8. Một cái con màu nâu form âu. Cái con này xịn nha các chị nha. Con này xịn đó, 200 mấy một con đó các chị ơi. Hôm nay là Trúc Phương xả có 150 thôi đây này. Đó, nó rất là đẹp như vậy này. Mới tinh à đó. 8 cho chị Trúc Hà. Chị nào eo 74, 75, 76 đâu. Eo 74. Eo 74, 75, 76 nha. Con này 150.000. Lên cho em mã số 9. Mã số 9 cho em. 8 này. Đây là một con vin eo chết nha. Vin eo chết. Cái hoa nó đẹp như vậy này, chất nylon nhá. Chất nylon là một cái chất thô á. Nhưng chị mà cái con này mình... Số 9 cho chị Diệu Trơn đây, 150.000 đây. Chị nào mà eo 70, 72 nhá, eo 74 không có chốt nha, không có vừa đâu. Cái con vin này đẹp quá nhưng mà eo 70, 72 thôi. Lên cho em mã số 10, 150.000. Ở chỗ này toàn mấy con xịn xịn đây. Em xả có 150. Ở đây em có một cái áo độc, cực độc. 150.000, chị nào lấy về khoác thì lấy nha. Tức là size S, size M, size L khoác được hết. Trong 3 size, nó là hàng xịn, mắc tiền ha. Đó, nó là cái hàng mắc tiền đó, hàng độc lạ đấy. Chị nào lấy khoác lên khoác nhá. Con này siêu đẹp cho em. Một con khoác độc lạ. Con này em nói khoác không phê, không lấy tiền các chị luôn mà. Con này ai lấy khoác lên khoác cho em. Một con vin eo chết mới tinh. Các chị nhìn này, nhìn nó phê không? Con này tới 250 một con nhá các chị. Con vin này tới 250 nhá, chất gấm lụa đấy. Nhưng mà em nay theo chị Bích Đào. Ôi, chị Bích Đào nay xì tai chị giống em rồi. Thề thích mấy con diêm túa này lắm. Con này là em không nhét vào vừa đấy. Chị nhét vừa đấy chị. Em không nhét vừa, em phải đành bán đi đấy. Không nhét vừa, khui da đẹp quá không nhét vừa. Cái đấy 150 em. Con này eo 74. Chị nào eo 74 cái con này em sale có 150 nhá, chứ con này đắt tiền nha. Eo chết nhá. Eo chết này. Gấm xịn này. 150.000 lên cho em mã số 1 nha. Mã số 1 này. Mã 1. Một con đen công sở nhá, hàng hiệu soi. Một cho chị Thanh Yên. Cái con này có dập ly như vậy cho em. Chị nào eo 70, eo 65, 72, eo 74 không chốt nha. Vì không có vừa cái con dập ly này. Chị nào mà eo 65, 72 lên em mã số 2, 150.000. Một đây, 150.000 này. Con này là một con lụa nha. Lụa này không phải lụa bình thường. Cái lụa này nó xịn, nó mịn, nó đẹp nha. Các chị nhìn này, nó mịn như da em bé luôn. Cái lụa gì mà trời ơi. Cái con này các chị có thể làm khoác hoặc làm đầm thoải mái luôn. Làm đầm thì các chị phải mặc với áo dây ở đây nha. Vì cái này cổ rộng. Cho nên nếu mà các chị không làm đầm thì làm khoác nha. Lụa xịn. Đó, con này dành cho các chị eo 80 quay về là mặc đẹp. Lên em mã số 3. Mã số 3 nha, 150.000. Một con vin này, chất von cực kỳ là mềm nhá. Các chị nhìn này cái dàn cúc của nó. Đây cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Đẹp không? Thấy dàn cúc chưa? Eo chết chưa? Form đẹp chưa? Chất von nha. Con này các chị eo từ 70, 72, eo 74 là không chốt nha. Nhìn xinh không? Con này báo xinh à. Eo 70, 72 lên em mã số 4, 150.000, 3 đây. Một con form Âu. Cái con form Âu này em nói thật các chị chứ không ai bán 150 ha. Hôm nay Trúc Phương xả hàng thì bán thôi. Chứ con form Âu này đắt tiền ha. Form Âu này tới 200 mấy một con lận. Form Âu màu xám, cài cúc từ trên xuống dưới. Hoa nhí chất gấm xịn. Hai lớp xịn sò như vậy ha. Tại vì hôm nay xả thì còn cái nào xả cái đấy nha. Chị nào eo từ 70, 74. Chị nào eo 70, 74, 75, 76 không có chốt nha. Không vừa đâu. Lên cho em mã số 5, 150.000. Dập ly. Một con form Âu dập ly hết cái váy như vậy ha. Các chị nhìn cái đường dập ly của nó là nghiền rồi đúng không? Không cần phải nói nhiều. Dập ly như vậy là quá phê rồi. Bao nhiêu là von xịn mịn đẹp ở đây. Nó đẹp lắm nha. Năm cho chị Vân Trần. Chị nào eo từ 70 cho tới 74, 75. Eo 70, 74, 75. 150.000 lên mã số 6. Năm đây. Một con chất xô form Âu.
Đấy, nó đẹp như thế này này. Chị nào eo 75, 80 là mặc vừa nha. 150 ngàn lên mã số 7. 4, 4. 4 là con này. 4 là này. 4 này. 4 cho chị Tuyết Lan. Chị Tuyết Lan cho em xin ngay số điện thoại để chị vào tin nhắn Facebook nha. Chị ơi, sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại để chị em xin phép xả đơn chặn Facebook chị nha. 6. 6 là con này. 6 cho chị Nguyễn Nga. 7 cho chị Thanh Yên. 7 là con này. Đây là một cái con rất là dễ mặc. Mặc nó mềm mát rồi à. Chị nào mà eo từ 70 cho tới 75. Chị nào eo 70, 75 trời mặc nó mát rồi à. Lên cho em mã số 8 nha. 150 ngàn miễn ship luôn nha. Nhà em lên đầu lần lượt nha mấy chị ơi. Chúc mừng chị nào chốt được con Âu gấm này. Cái tùng Âu nó rộng như vậy này. Đấy, nó đẹp lắm. Eo 75, 80 cho em. Trời ơi, cái con này 200 mấy một con nha. Hôm nay là bán có 150 thôi đó. Lên mã số 9 nha, 150 ngàn. 9 cho chị Vân Trần. Đi tiệc, con này là không có ai bán giá này nha. 250 một con ha, 350 một con. Hôm nay là Trúc Phương bán có 150 thôi đấy. Hết hàng rồi, xà láng sáng về sớm mà. Chị nào eo 72, eo 70, 72. Chị nào eo 70, 72. Con này đi tiệc nha. Lên cho em mã số 10. 9, đây, 9 đây. Chúc mừng chị nào chốt được con này. Eo 78, 80. Chị nào eo 78, 80. Tiểu thư. Một chị con tiểu thư nha. Nhà em không gọi điện chốt đơn, không nhận số điện thoại địa chỉ trên live. Chị vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ vào trong đó nha chị ơi. Eo 78, 80 lên em mã 11 nha. 150 ngàn. Lụa xịn xò con bò. Cái lụa tiểu thư nha. Lụa mềm như da em bé đây. Nó giống cái lụa của con đen này ai chốt á. Cái con này dành cho các chị eo 78. Eo 78. Em còn không chị? Eo 78 cho em nha. Eo 78 lên cho em mã số 12. Mã số 8 đây. 8 cho chị Nguyễn Khoa. Chị Nguyễn Khoa cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ và tin nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ, em xin phép giả đơn nhắn Facebook chị nha. 11. 11 là con này. 11 cho chị Nguyễn Nga. 12. 12 là con này. 12 cho chị Vân Trần. Một con lụa nha. Một con lụa cho em. Con lụa này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Chị nào eo từ 70 cho tới 76 cho em. Chị nào eo 70, 76 nhá. Con lụa này 200 mấy một con đó các chị ạ. Lụa này em bán có 150 rồi đấy. Con này xả đấy. Con này lên cho em mã số 13 nhá. 13, 150 ngàn. 150. Mời ba cho chị Nguyễn Thúy Anh. Mười ba đây. Ở đây có một con đầm siêu phẩm. Cái con này tới 400 ngàn của em một không con này ha. Không có tiền chứ sao nha mấy chị ơi, nhà em chốt đơn bằng máy. Hôm rồi nhà em xà cái dòng siêu phẩm đấy. Có một chị tên là Hoàng Thi. Thấy người ta chốt cũng vào chốt dành chốt rực. Không biết eo của bà bao nhiêu, bà chốt con này xong về bà kêu không vừa. Em cũng không hiểu luôn. Nhà em bán theo số đo vòng eo như thế này là không có ai mà không vừa hết á. Trừ khi các chị oằn tà là vằn với em thôi ha. Em nói thẳng vào mặt các chị luôn là các chị oằn tà là vằn với em ha. Chị cứ chứ lên còn, mẽ đi chị ơi. Chứ còn không có ai mà chốt không vừa ấy. Ít, rất là ít cây. 1000 con đầm may là có vài con là không vừa là em chấp nhận. Còn những cái con các chị gửi về cho em lấy sức em đo vào mặt các chị thế này mà chị bảo em không vừa thì em đến lại. Hôm nay em nhận bọc hàng 9 triệu đẹp tuyệt chị ơi, chị Trang Dương. Đại chú, 9 triệu đẹp tuyệt hả? Chị Trang Dương là... Sao chị Kim Hoa Hình? Chị nào? Kim Hoa Hình hả? Chị ơi cái con này 400 đấy. Cái chị đấy đấy, chị em bán sale con này các chị biết nó đắt tiền đấy. Mà em sale hôm đấy có 400 ngàn mà mất tiền ship đi rồi đấy. Mà rồi mất tiền ship đi về rồi đấy. Xong rồi bà ghi vào đấy giấy cho em này là không vừa, không thích là trả thôi. Giống như kiểu nhà em là hố rác vậy đấy. Thích là trả thôi, vậy đó. Nói chung mình dễ dãi quá nó cũng khổ vậy đấy. Đấy con này em sẽ sale cho chị với giá 350. Vì nó cũng đi về rồi, nó không còn nguyên vẹn là như trước, cho nên là tức là nó không phải nguyên vẹn là hư hao mà đây là gọi là cái gì, cái duyên đấy, nó đi rồi nó về nó mất duyên đi rồi, cho nên là bớt luôn thêm 50 ngàn mời chị một ly cà phê đặc biệt ha.
Thôi đi trà sữa đi. Đi trà sữa đi. Em thèm trà sữa. Đi trà sữa đi ha. Đi chị Kim Hoa Bình 350 cho em. Rồi. Một con này là một con trắng tinh trắng tươi phong Âu nha. Con này phong Âu nha. Con này không đùa nha, con này rất là đẹp nha các chị. Con này mới giặt lên nha. Nó đẹp này, chưa có like bữa nào đâu. Cái con này mới giặt lên đó. Nó đẹp lắm, con này giá của nó 300 mấy một con đấy. Nhưng mà hôm nay em xả cuối rồi, tính cho chị 200 ngàn. Chị nào eo 70, eo 65, 72 thì chốt. Eo 74 không chốt nha. Chị nào mà chốt con này về mà kêu eo 74 không vừa là em không đồng ý nha. Phải nghe rõ số đo với chốt. Con này đắt tiền đấy các chị, không bị vân bình thường nhá. Nó mới tinh như vậy này. Nó mới như vậy này. Đó. Đó. 200 ngàn lên cho em mã số. Mã số gì đây? Số 1 đi. Số 1. Đây. Chị ơi, có con. Có con búp non này ở sau. Con gì? Ai biết. Sai to đặt để em thay con là sao? Con gì mày đọc đàng hoàng? Mày đọc cái mày con chả đọc non. Được đi. Con búp non. Búp non là con quỷ nào? Trời. Ai biết. Con này cho em chất gấm xịn nha. Gấm xịt đuôi cá này. Gấm xịt đuôi cá giùm em nha. Cái con này dành cho các chị eo 70. 350 lên nào. Cái gì? 350 lên nào. 350 là cái con của chị Kim Hoa Huỳnh ấy. Là chị Kim Hoa Huỳnh mày ghi chưa? Rồi con này là số 1, 200 ngàn. Rồi con này cho em eo các chị eo 78 quay về nha. Eo 74, 75, 78 quay về này. Các chị nghe rõ số đo vòng eo giùm em rồi hãy chốt nha, em lạy các chị tha tội cho em với. Không nghe rõ số đo vòng eo cứ chốt bừa chốt bãi rồi bắt đầu các chị không vừa rồi lại trả về. Các chị có biết một khi các chị trả về ấy, là tụi em mất cái tiền ship đi, tụi em mất tiền ship về, rồi tụi em lại mất tiền ship hàng đi cho các chị lần nữa. Các chị có thấy mất 3 lần tiền đầm như vậy không? Ví dụ như bán con đầm có 100 ngàn mà hết mẹ 150 tiền ship không các chị? Rồi tiền đâu mua đầm? 1-200 cho chị Hiên Bùi. Rồi tiền đâu mua đầm? Rồi tiền đâu mà ăn? Ăn cũng bằng cơm bằng tiền chứ đâu phải ăn đất ăn cát đâu, ăn đập đâu, đúng không? Cho nên các chị làm ơn tha tội cho em với, chị nào không vừa đừng có chốt nha. Nói gửi đi gửi về xong rồi các chị lại bảo em khó. Em không có khó mà tại vì em gửi đi gửi về ấy, là cơm còn không có mà ăn, quần què không có mà ăn chứ đừng có cơm. Cho nên là em rất là mong các chị nghe rõ, đừng có gửi về cho em như thế là em buồn lắm nha. Búp non gì đấy chúa ơi, chị ơi có con búp non nào không là sao? Chị Trang Thương ơi, búp non là con gì vậy? Em thua, từ búp non này em không biết này. Búp non là con gì nhỉ? Búp non là con gì nhỉ? Con này là con đuôi cá à? Đuôi cá hay con này là eo 78 quay về thôi. Eo 74, 78 nha, con này số 2. Con này lên, con này là em sell luôn cho các chị 200 ngàn. Lên cho em mã số 2. Mã 2 nha. Rồi con gì nữa này. Đây. Cái con này tới 350 một con đây này. Cùng cái chị cùng cái đơn của chị nào đây. Thôi chán đời quá mất rồi. 350 ngàn một con đấy. Đấy. Nó đẹp như vậy này. Sell luôn 200 ngàn luôn nhá. Chị nào vừa thì tốt. Eo của con này eo từ 70 cho đến 80 nhá. Chị nào eo 70, 80 thì tốt nhá. Trong phạm vi eo 70, 80 các chị nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Chị Tây Bắc em ra lột lại đi, ai đổi thì chịu cước, không thì thôi. Nó đẹp như vậy này. Lên cho em mã số 3. Nhà em dễ dãi quá mà. Có nhiều chị lại còn vầy nữa cơ. Gửi đầm về cho mình á, là không nói mình một câu nữa cơ. Chỉ có ghi một từ là mà không thích gửi về. Chị lên mã hộ em với chị ơi. Mà không có thích. Cái lúc chốt thì thích, mà lúc gửi về, lúc nhận hàng không thích thì gửi về. Số 3 đây. 200 ngàn. Các chị, ba cho chị từ Nguyễn. Các chị thấy không, em dễ thì em cũng dễ vừa vừa thôi đúng không? Các chị em cũng dễ đến mức độ vừa phải thôi chứ đúng không? Các chị chốt bừa rồi các chị. Khi mà trên live thì đầm nhật mỗi mẫu có một cái thôi. Người ta muốn mua thì mua không được. Các chị chốt được các chị làm cái kiểu đấy. Em cũng dễ nhưng mà đừng có làm em như thế. Nó dễ quá như thế đúng không? Chốt thôi các chị thật đấy. Các chị cứ làm em nhiều kiểu như là em đại gia em giàu có lắm ấy. Em thì còn phải mã ba của chị lên thứ tư lần nha chị ơi. Xin thưa rằng em còn phải nuôi 23 người nhân viên ha. Rồi gia đình nhà em nữa. Chứ em không còn đơn giản là em đại gia đâu. Đại gia có nhưng mà nhiều gia chứ không có nhiều tiền nha các chị nha. Gia là gia người này. Đó, gia đít này. Gia người đó thì có nha. Khổ lắm luôn á. Con này cho em này, con này tiểu thư nhá. Cái này ren. Cái ren của nó màu xám như vậy nha các chị nha. Ren xám như vậy này. Trời ơi nó mê như vậy này các chị. Ren xám nha.
Đó, con này sale luôn cho các chị 150, chị nào ôm người ốt à, đẹp lắm. Chị nào mà eo từ 70 mươi sao chị cho em địa chỉ rồi, chị vào chị cho em xin luôn số điện thoại nha chị ơi. Eo 70 cho tới 75. Chị nào eo 70-75 nhá, ren màu xám đấy chị nhá, ren màu xám như vậy này, cái kiểu tiểu thư vậy này, 150.000 mã số 4 giùm em. Có nhiều chị á, cứ gửi về làm như là kiểu nhà mình là cái khố rác ấy, không nói một tiếng nào. Không phải là em khó, nhưng phải được sự chấp nhận của em. Tại vì sao? Tại vì nhân muốn cho chị thời trang Quảng Châu. Tại vì nhân viên nhà em nó có phụ trách cái khâu đón hàng về và có trách nhiệm trả tiền lại cho các chị nữa, đúng không? Các chị cứ ầm ầm mới chị gửi về như thế. 150. Ừ. Rồi đến nồi không ai nhận hàng của các chị, không ai có cái trách nhiệm với cái đơn đấy, rồi mất hàng rồi làm sao? Rồi em mất uy tín à? Đúng không? Phải có nhân viên chịu trách nhiệm về cái đơn đấy, người nó sẽ ở đấy nó đón. Khi nhân viên shipper giao tới tên gì? Kêu chị A, chị B, ví dụ như là em ví dụ như chị Thời Trang Quảng Châu đi, hay là ví dụ ai đi, ở đây đi, em ví dụ vậy cho dễ này. Thấy shipper đọc bạn chị đó báo cho bên nhân viên nhà em rồi là chị Thời Trang Quảng Châu muốn đổ một cái lầm, là nhân viên nó sẽ ghi vào sổ tay của nó ngay. Khi shipper tới đưa cục hàng đây của ai, ghi Thời Trang Quảng Châu, ok nhận. Còn cái nào không trong sổ nó không có, nó không nhận, bây giờ nó không nhận nó bom hàng, đứa kêu nha, nó bom hàng đấy, em cho nó bom hàng luôn đó cho các chị. Đến lúc đó các chị đừng có nói em bom hàng nha, vì các chị không có nói với em. Ôi dồi, nó mới như vậy này đó mà, và chuẩn bị là em còn thay đổi địa chỉ shop nữa cơ, cho nên chị nào mà cứ ùn gửi về ấy, mất hàng ráng chịu nha. Nếu không được sự đồng ý của nhà em để các chị gửi ùn về, em không có biết, em không còn ở đây nữa, là các chị sẽ mất hàng ráng chịu nha. Đó, bốn con này con nào bốn đang đo eo nè. Chị Thời Trang Quảng Châu. Ờ được, chị Thời Trang Quảng Châu được. Trăm rưỡi phong âu nhá, phong âu là 150 nha nàng ơi, cái này 250 đấy, em sale có 150 thôi. Từ tới này em xin thông báo, tại vì chưa có chính thức cho nên em chưa thông báo nha. Trước sau nha mấy chị ơi, em chưa có chính thức cho nên chưa thông báo, tại vì thời gian sắp tới là tụi em sẽ chốt đơn bằng máy nha. Thời định là dự định là khi nào xong mới thông báo, nhưng mà em chỉ sợ các chị gửi hàng ùn về. Ví dụ như một vài người gửi về, cho dù một đơn thôi, mất một đơn thôi, em cũng mất uy tín. Cho nên là em sẽ thông báo sơ sơ nha. Rồi chừng nào chính thức thì em sẽ thông báo chính thức. Thời gian sắp tới tầm 5 tháng nữa. Tại vì công trình nhà em bây giờ là hết tháng này mới khởi công. Công trình hết tháng này mới khởi công thì tụi em sẽ khởi công trong vòng 3 tháng. Đó, 3 đến 4 tháng. Thì tầm 5 tháng nữa là tụi em sẽ không ở đây nữa. Và tụi em sẽ rời hết tất cả 5 cái shop này, gộp thành một cái nhà lớn, một cái shop cực lớn, chiều ngang 20m và chiều dài nó hơn 40m. Một cái nhà lớn như thế để quy tụ 5 cái shop này vào một tổng đại, giống như là một cái tổng cái shop tổng á, gọi là shop tổng Trúc Phương Nguyễn á. Em sẽ làm một cái shop tổng Trúc Phương Nguyễn. Cho nên các chị nào mà gửi hàng như thế nào không có sự đồng ý của em mà cứ ùn gửi về địa chỉ này là coi chừng là mất hàng ráng chịu nha. Vì khi đó em sẽ báo cái địa chỉ cho các chị để các chị biết. Đó. Vì tụi em muốn làm một cái quy mô lớn, một cái khu vực dành riêng cho từng khâu, nó sẽ hoàn tất hơn vì đó là đất của nhà em ha. Đây là tụi em đi thuê, mặt bằng đi thuê, hợp đồng. Đó, hợp đồng. Còn tụi em sẽ làm theo cái trên đất nhà em. Đất nhà em thì đất ba mẹ bao la. Nói chung là thích xây bao nhiêu là xây thôi. Đấy, cho nên là trên đất nhà em, trên em xây quy mô rất lớn. Xả số đẹp của chị Hiền Bùi nha. Rồi, tiếp tục con này nha. Chị Hiền Bùi em ngưng chốt cho chị hôm nay nha chị. Eo con này từ 65 đến 72 nhá. Chị nào eo 65, 72 á, các chị mặc con Vin này đẹp lắm nha. Đây là con Vin đắt tiền đấy. Đây này, rất là đẹp ha. Đấy, eo 65, 72 nhá. Cái này còn một con em xả cho các chị 150 luôn. Dài các chị 150 luôn nhá. Lên cho em mã số 1 đi. Số 1 đi ha. Mã số 1. Mã số 1 150. Rồi còn có vài con 100 ngàn ở đây này. Bán luôn nhá. Xả luôn là xuống like ha. Đừng có mai em like tiếp. Bây giờ tụi em đang có hẹn với các khách sỉ á. Xuống like. Để lo hàng cho người ta xong. Để mai rồi like tiếp ha. Con này 100 ngàn. Eo các chị eo từ 74, 75, 76 à. Eo 74, 75, 76 nhá con này ha. Lên cho em mã số 2, 100 ngàn. Một cho chị Trần Thị Hoa, 150. Trần Thị Hoa đây, 150 nhé. Đến khi đó thì... chị Trần Thị Hoa, em xin ngay số điện thoại để chị có thể nhắn Facebook nha chị ơi. Sau 15 phút, chị không cho em đầy đủ thông tin số điện thoại để chị em xin phép xả đơn nhận Facebook chị nha.
Đến bữa đó là khai thời trang Quảng Châu. Số 2 đổ đi là 100 ngàn em. Đến bữa đó là khai trương tưng bừng luôn. Chị nào ở gần đây em mời lên nhà em. Phụ em về mấy cái khâu mà gọi là gì. À, tối bữa đó thì tụi em ngày bữa đó, cái ngày bữa đó tụi em sẽ khai trương hoành bánh tráng để khai trương cái shop tổng của chú Phương Nguyễn ấy. Chị nào ở gần như là chị Trúc Trang này, bà ở gần này bà lên mà phụ người ta tí này. Xong rồi để cho ta nhoi này. Rồi chị Kim Hoa Huỳnh có lên được không? Đấy, các chị ở gần gần này, chị nào xa quá như Hà Nội, ở Sài Gòn thì lên được đúng không? Ngồi ô tô có 2 tiếng rưỡi thì lên được. Chị nào ở Sài Gòn ấy, em rất là mong muốn là mời các chị lên nhà em chơi để tham dự cái ngày đấy cho nó hoành tráng. Có các chị nào ở xa nhà Nội hoặc các nơi khác xa không thể đi được thì mình có thể theo dõi trên livestream ha. Hôm đấy là sẽ tặng quà thoải mái luôn đúng không? Hôm đấy là phải xả hàng tẹt ga luôn đúng không? Các chị ơi không phân biệt trước sau nha, nhà em cho đơn bằng máy. Con này cho em nha. Trần Thị Hoa, nhà em không gọi điện chốt đơn, không nhận số điện thoại địa chỉ trên live. Chị vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ vào trong đó nha chị ơi. Con này xả, con này đắt tiền các chị ạ, xả luôn 100 ngàn. Con này thêu hết cái đầm, mới tinh. Mới tinh, thêu hết cái đầm luôn nha các chị. Mới tinh ha. Thêu hết cái đầm. Chị eo chết. Chị nào eo 65, 72, eo 74 là không chị chốt nha. Chị Trần Thị Hoa quen chị đó. Đó, con này lên cho em mã số, mã số 3 nhá, mã số 3 giùm em. Em phải xin số điện thoại địa chỉ chứ. Chị Trần Thị Hoa ơi, chị bà nhắn Facebook cho em đầy đủ số điện thoại nghe, địa bà, chỉ chị ơi. Bà ở nhà, bà Trúc Trang bà ở nhà đó. Mà bà còn nhoi như thế, bà lên đây bà nhoi rồi ai chịu nổi bà. Nhớ mời em nha, em lên em hốt đơn về. Trúc Trang. Bà lên đây rồi bà nhoi. Con này con thung lạnh nhá. Chị nào eo từ 70 đến 75 nhá. Thung lạnh 100 ngàn, form bao thung lạnh nhá. Chị nào eo từ 70 cho tới 75 lên cho em mã số 4 nhá, 100 ngàn, miễn ship luôn. Rồi con này chị nào eo 65 thôi nhá. Chị nào eo 65 á, cái con này form tây cực đẹp luôn á, body form tây á. 100 ngàn lên em mã số 5, mã số 5. Con này cho em. Con này dành cho các chị này, con này đắt tiền đấy các chị. Đấy. Chị nào chốt con này của em xong rồi bữa đó là nói không vừa rồi đây. Hoặc là bữa đó nói vừa rồi đây, vừa rồi đo rồi đây, rồi về vẫn kêu không vừa đây. Đây. Chị nào nhìn thấy con này quen không? 200 ngàn của em đây. Đấy. Chốt xong rồi bảo em không vừa mà trong khi đó về em đo cái này nó còn dư nhiều nữa. Em đo nó còn dư nhiều hơn cái ngực nữa, nó kêu không vừa đây. Cái con này cho nên những chị nào mà gửi về cho em mà bảo không vừa như vậy này, mai mốt kêu em nhặt cái gì cho em để dành cho em không bao giờ nữa đâu nhá. Không bao giờ. Tại vì sao? Nếu các chị nói không vừa thì nó phải đúng không vừa. Đằng này nó quá dư thừa như thế này mà bảo không vừa là không phải kiểu rồi. À, cho nên không có phải kiểu ha. Mấy con này đắt tiền mà đi mà quay về như thế này là em rất là buồn. Xeo trăm rưỡi nhá. Con này eo các chị là eo từ con này eo các chị eo từ 72, 74, 75, 76, 78 mà được hết đấy. Con này 150 ngàn lên mã số mấy? 6 hả? 6 thai đây. Chị Thanh Thủy, chị eo chị lên ok giùm em nha chị ơi. Eo tới đó chị vừa không? Ơi, nhà em không nhận số điện thoại địa chỉ trên live nha. Chị vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ số điện thoại địa chỉ vào trong đó nha chị ơi. Cái con tím 150 em ơi. Con tím 150 nhá. Rồi con này 100 ngàn này. Chị Thanh Thủy ơi, chị vừa bắt mã 6 chị lên ok giùm em nha chị ơi. Con này hàng hiệu Yara nhá. Con này ok cho chị Thanh Thủy. Cái này mặc mát lắm đồ đó. Con này chị nào eo 74 quay về mặc mát cực kỳ nhá, ai cũng mặc được hết trơn á. Hàng hiệu Yana 100 ngàn lên mã số 7, số 6 150 đây. Con này cho em nhá. Chị nào eo 70, chị nào eo 78 nhá. Chị nào eo 78 100 ngàn. Cái này mát rồi à. Eo 78 100 ngàn mã số 8 cho em này. Mã số 8. Chị Nguyễn Khoa, 5 phút sau chị không có số điện thoại cho em. Mình xin phép xả đơn trả Facebook chị nha. Chu vô đâu? Đứa nào chu vô đâu? Đứa nào chu vô đâu? Bảy. Bảy cho chị Phạm Thủy. Tao nghe đứa nào chu vô đâu? Tám cho chị Nguyễn Thư Lê. Trời nọc nách của chị cho em. Ai ai chốt cái nọc nách vậy? Mẹ nào chốt nọc nách? Em. Mày lại. Chị nào biết sai này? Từ 50kg tới 100kg, 350 nhá. Chị nào biết sai đi tiệc á, các chị biết sai. Nhiều khi các chị không có đồ đẹp để đi tiệc, hoặc là đồ không hài lòng, hoặc là mà không vừa,
nó lòi bụng lòi đồ. Đây đi tiệc cho em nhá, biết size. Biết size từ nói chung từ cả trăm ký các chị mặc thoải mái ha. Size lớn. Size lớn nhá, chị nào size nhỏ các chị nịt đai vào như vậy ha. Còn các chị nào size lớn là các chị không cần nịt đai. 350.000 lên cho em mã số 1 nhá. 700. Số 7 đây. Số 7 là 100 này, số 8 là 100 này. Em bà có mấy con đấy bán cho các chị rồi em xuống like cho nó vui gì. Để mai bán tiếp nhỉ. Nhà không có sức để bán nên đầm nhiều. Đầm nhiều mà khách cũng nhiều, nó không có sức để bán luôn á trời. Con này 350.000 mã số 2. Cái này siêu đẹp nha. Cái này cái hoa nó đẹp nha. Đó. Biết size đi tiệc cho em nhá. Từ 50kg tới 100kg mã số 2 nhá. 350.000 một con ạ. 350. Con này cho em nhá, hàng hiệu Zara nhá. Hàng hiệu Zara cho em. Biết size giùm em nhá, 350.000 lên cho em mã số 3. Mã số 3 cho em nhé, 350.000. Cái này là hai cho chị Viên Lê. Hai đây. Các chị chốt chắc không xả giùm em nhé. Chị nào xả em chặn Facebook đấy. Mấy con này đắt tiền của em ha. Tại vì bán rất là rẻ luôn rồi, miễn ship luôn rồi. Hai còn không? Thấy có cái đấy, với hai còn không trời. Thấy có cái đấy đi. Kiếm cho em. Coi cái hoa chị coi. Cái hoa. Ba. Để chờ em coi, em quay vòng coi. Quay một vòng xem nó tới đâu. Sao? Thì như mỗi mẫu một cái gì sao trời. Từ từ nha, từ từ. Đừng có manh động. Nè, đừng có manh động. 2, 3, mỗi thứ cần 2 con. Ê, nó nghe cứ một con không à trời. Xin thưa rằng là cứ một con đi. Ngày mai dồn mẫu chị em Vân. Vâng. Mai rồi mẫu chị gái chứ bây giờ từ từ tao đâu có thấy con gì đâu mà bán, tới mẫu của con à? Vâng dạ, chị ấy bà chị đang sớm mà chị người ta đã kịp chia mẫu đâu. Chị nào xem tin nhắn mà không cho địa chỉ thì mày chặn hết Facebook rồi sao? Chị chưa cắn. Chị nào mà cứ xem tin nhắn của nó mà không cho địa chỉ thì các chị chặn mẹ Facebook đi. Chứ xem tin nhắn không cho địa chỉ mẹ đó. Nè, một thứ một con à, một mẫu một con à? Số 3 đây. Cho chị Nguyễn Nhung. Số tôi con số 1 nó đẹp. Nó cái màu của nó này mê. Cái hoa của nó mê hoa hồng đi. Trời ơi con cái con này con số 1 nhá. Biết size mã số 1, 350. Rồi con này mỗi mẫu một con à, không có hai con đâu. Đây. Con này cho em nhá. Con này lên cho em mã số 4 nhá. Biết size nhá các chị nhá, từ 50 kg tới 100 kg mặc thoải mái nhá. Chất lụa nhá. Có túi. Con này mã 4 này. Con này mã số 5 này. Mã số 5 đây nhá. Số 5 đây. Biết sai, này mã số 5 nhá. Ôi giời ơi, mỗi mẫu em chỉ lên có cái. Có một con à, mỗi mẫu có cái à các chị. Cái này cho em nhá, con này cho em. Biết sai, con này lên cho em mã số 6. Mã số 6 giùm em. Mã số 6, 3 rồi. Mã số 7. Ôi dồi ôi, này gì đấy. Con này mã số 7 cho em nhá, 3 rồi. Con xanh rêu. Xanh rêu. Một xanh rêu đây. Một cho chị Nguyễn Thủy. Xanh này nó gọi là xanh gì ta? Xanh giống xanh cổ vịt đấy mà xanh rêu à, xanh cổ vịt. Con này lên em mã số 8. Một đây, 1350. À. Nói chung dễ mặc, mấy con này dễ mặc, không rộng. Rồi bây giờ em xuống like nhá. Xuống like nghỉ. À, cho chị Thu Vũ. 8 đây. 350 miễn ship luôn nhá. Giờ em xuống like. Nghỉ. Cảm ơn các chị nhiều đã ủng hộ em nhiệt tình. Hẹn gặp lại các chị. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe nhé. Chúc các chị và gia đình nhiều thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì chúc ngủ ngon, chúc bé ngủ ngon. Gì đứng khép nét vậy? Thì nó trống, hiểu không? Nó trống rồi khép lại. Chúc các bé ngủ ngon, chúc các chị ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại vào buổi trưa mai trong chương trình đầm Vin Nhật tiếp tục xả. Ủa con trắng này sao? Con trắng này bị gì nhảy đây? Con trắng mới chốt nhảy đây gì đây? Con trắng này bị sao? Ai vậy? Cái con trắng này bị làm sao? Của ai? Cái con trắng này của ai? Đâu ấy gì ấy đâu? Vậy đâu? Ai vừa chốt con trắng này 200 ngàn? Bỏ đây. Trời con trắng người ta mới giặt lên sạch sẽ như thế này chốt 200 ngàn không xả ở đây đây. Con mẹ nào mà chặt cái bút cho tao? Ai chốt con trắng này? Đứa nào bỏ con trắng ra? Đứa nào bỏ con trắng này ra? Có chị coi chốt mã 200 xả rồi.
chị nào tí mày coi lại lại chị cho tao, mày phải chặn nó vuông tao. Tao không có bán tiếp tục cái kiểu này đâu. Con trắng người ta vừa mới đem giặt củ sạch sẽ xong đem lên đây bán, vừa chốt 200 ngàn xong, chưa kịp nóng háng xong lại đã xả ra rồi. Mày tí xíu mày coi lại livestream mày chặn thuốc tao. Tao nghỉ bán cho mấy người như vậy đó. Tao không thích bán cho mấy người như thế đấy đâu. Bán buôn có bao vần, mua bán có vần. Đúng rồi chị này, có một người cho bán 200 mà rồi con này có hai con này 200. Con này 200 ngàn, con này 300 rưỡi, tao bán có 200 ngàn mà còn chưa vừa lòng có vẻ nữa. Chị này mày không cho tao. Chị Bùi. Chị Hiền Bùi đúng rồi, chị này. Chị Hiền Bùi sao vậy? Chốt đồng của em 300 rưỡi chốt 200 ngàn bây giờ sao vậy? Bị sao vậy? Em đọc rõ ràng như thế, L6572, L74 là không được chốt. Nói rõ như thế. Xong rồi giờ làm sao? Người ta vừa mới giặt ủi lên, xong rồi chốt xong rồi xả ra. Em xả mấy một dài quá em ơi. Chạy ở đâu chị nhìn thấy tới đâu mà dài? Cầm đi tiệc có vẻ đẹp như vậy chứ? Chạy quá là quá tới đâu? Quá là quá tới đâu? Dài quá chốt làm gì? Thề luôn các chị chốt hàng thì để ý để tử vào đồng, đồng mắc tiền em là nó 350 rồi. Bán có 200 ngàn thôi. Để xả lấy lọc rồi. Bây giờ lọc cũng chả có cái quần què gì nữa này, các chị thấy không? Xả ra xả vào mất mẹ duyên con người ta ra. Có 200 ngàn cái đầm làm em chán đời ấy. Chị Trâm Nguyễn xin. Nhưng mà chị Trâm Nguyễn vừa hôm nay. Ai biết? Em 6572, 74 không có chốt đâu. 74 các chị mua em một chả muốn bán nữa. Tại sao các chị không mặc vừa đi? Vừa mới giặt lên nó sạch sẽ đẹp đẽ như thế này. Bán có 200 ngàn đồng bạc các chị chốt. Chị Trâm Nguyễn ơi, chị vừa chị lên ok giùm em nha. Bảo sao em cứ quạo lên là vậy đấy. Các chị chốt hàng chốt bừa chốt bãi vậy đấy. Chốt bừa chốt bãi bực cả mình. Bảo sao các chị cứ làm kiểu đấy. Đến lúc có con đẹp cứ bảo để phần cho các chị. Để phần kiểu gì? Phần kiểu gì các chị làm bừa bãi vậy? Bố ai mà để phần cho các chị được à. Rồi em xuống like nha, em xuống like nha. Chị Trâm Nguyễn ơi, chị vừa không? Chị vừa thì chị ủng hộ cho em. Còn không vừa thì thôi. Không vấn đề, ngày mai em like không vấn đề. Ngày mai em lại sách háng lên like em like tiếp không vấn đề. Mệt thiệt đấy chứ. Rồi em xuống like nha. Xuống like để hẹn các chị vào buổi trưa mai nhá. Bye bye các chị yêu nha. Mình kiểm tra qua chị ở đó có trả lời không, không thì mình treo lên đi, ngày mai tính.